thư thả hôm nữa đi mà lâm miêu miêu ngồi trên ghế sofa khất nợ qua điện thoại tiếng của mấy tên đòi nợ thuê vang lên lâm miêu miêu tôi chỉ cho cô thêm một tuần nữa mà thôi nếu như còn không chịu trả tiền chúng tôi chỉ còn cách tung clip nóng của cô lên mạng nhưng tóc hồng vẫn rất thoải mái clip xếp hình của tôi ư để anh em đồng âm bớt tối cổ lại một chút cúp máy đây lúc này tiểu văn đã từ cuộc huấn luyện trở về phòng làm việc của miêu miêu cậu ở bên cạnh ngạc nhiên loại người như cô đúng là hiếm gặp thật chuyện gấp gáp như vậy mà còn có thể bình tĩnh đến thế loại sơn môi này của cô mới mua đúng không? Có tiền thì không lo trả nợ, cẩn thận người ta tạt axit lên người của cô đấy. Nhưng tóc hồng vẫn bình thản, buộc tóc lên vui vẻ trả lời tiểu văn, sống vui vẻ cho đến ngày chết cũng là một lựa chọn, chuyện gì cũng có cách giải quyết thôi mà. Rồi cô tiến lại gần chiếc ghế sofa, nơi của tiểu văn đang ngồi. Bất ngờ hơn là điều tiếp theo, cô ngồi luôn lên đùi của cậu, tôi còn có cây ATM rút ra tiền như anh, có gì phải sợ chứ. Còn tiểu văn thì cay cú về vụ tham gia huấn luyện nên cao mày, suýt chút nữa là cô đã hại chết tôi rồi tóc hồng liền ưỡn ngực đem mớ phụ tùng đưa ra trước mặt tiểu văn đừng giận mà muốn bồi thường cái gì tôi đều có thể làm hài lòng anh rồi cô lại bạo hơn trèo luôn lên người của cậu chủ nợ của tôi nói nếu như không trả hết tiền phải dùng cơ thể này để trả nếu như vậy cơ thể của tôi chi bằng cho anh luôn rồi nhưng tiểu văn nghĩ rằng đây chắc chắn là trò bịp của đối phương nên cứng rắn mời cô đi xuống dùng tóc hồng không những không xuống lại còn áp sát mặt mình vào mặt tiểu văn có phải anh rất ghét tôi đúng không đột nhiên cánh cửa mở ra chị miêu miêu tôi đã cầm tài liệu tới rồi đây nhất khả với mớ tài liệu trên tay chạy vội vào nhìn thấy tiểu văn cùng với miêu miêu đang ở tư thế chuẩn bị đóng gạch hai mắt của nhất khả trố ra rồi hét lên hai người làm gì thế tóc hồng liền giả vờ đỏ mặt che miệng nhất khả sao cô lại không gõ cửa đôi mắt của tóc xám cụp xuống cửa không khóa vì thế em không cố ý trong đầu cô đang suy nghĩ lẽ nào chị miêu miêu và tiểu văn là mối quan hệ đó sao tóc hồng lại đổ thêm lửa vào dầu hí hí hứa tiểu văn trước khi làm mấy chuyện này nhớ đóng cửa cẩn thận đấy làm tiểu văn chỉ biết ngồi im chịu trận trong bất lực được rồi rồi miêu miêu ngồi vào ghế nhất khả sau này sẽ là trợ thủ của tôi thời gian thực tập trong 3 tháng còn tiểu văn thì giao tiếp bằng mắt với tóc hồng cô biểu hiện tự nhiên một chút giả chân như thế sẽ làm nhất khả hiểu lầm chúng ta đấy mắt tóc hồng nháy liên tục tôi biểu hiện không tự nhiên sao rồi tiểu văn đánh trống lảng tại sao nhất khả lại được vô thẳng còn tôi lại phải tham gia huấn luyện nếu không phải tôi thông minh thì bây giờ tôi đã ở nơi hỏa táng rồi đấy miêu miêu sửa soạn lại mái tóc rồi nói bởi vì nhất khả là thiên kim của tộc mỹ ma vương thị lẫy lừng hiệp hội sớm đã muốn chiêu mộ vương thị rồi còn nhất khả cảm thấy vừa ngăn cản mấy giây sung sướng của tiểu văn nên tiến đến tiểu văn tôi xin lỗi nhưng cậu rất rộng lượng xin lỗi cái gì sau này cô có thể bù đắp cho tôi mà bây giờ chúng ta là đồng nghiệp rồi cậu lại quay sang tóc hồng đúng rồi có một chuyện muốn thương lượng với cô xếp hạng của xuân hoa lần này là từ số một từ dưới lên tôi có trách nhiệm rất lớn no 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 Mấy ngày hôm nay tôi đã xem qua quá trình kiểm tra, không liên quan quá lớn. Tiểu Văn liền chống tay lên bàn, là do tôi bơm đều hai chị em họ mới đánh nhau, hơn nữa cuối cùng là do tôi tự bay ra ngoài, không liên quan tới bọn họ. Miêu Miêu có vẻ cáu lên, thế thì cũng không liên quan tới anh, cô ta là một người trưởng thành, rõ ràng biết bản thân đang kiểm tra, nhưng lại không biết khống chế cảm xúc, vậy thì khi tham gia nhiệm vụ sẽ gây ra những hành vi quá giới hạn. Tiểu Văn nghe vậy thì cũng đối lý, xoay người đi, nếu như trưởng khoa đã nói như vậy rồi, thế thì tôi cũng không nói thêm nữa. Ngồi sofa Tiểu Văn nói tiếp, tối nay chúng ta đi ăn cái gì đi, tôi đói rồi, mấy hôm nay chưa ăn gì cả. Miêu Miêu chống cằm, ok được thôi, thế anh bao bọn tôi nhé, làm cho Tiểu Văn ngại ngùng, tôi làm gì có tiền. Tóc hồng ngạc nhiên, anh bị cái gì thế, trước đây không phải có một số tiền thưởng ư, mời chúng tôi đi ăn thịt nướng đi. Cậu thì cúi người đau khổ, còn nói nữa, vì để giữ tính mạng, tôi đành phá hoại cái nút, tiền thưởng của tháng này đến hết rồi, tôi phải tiếp tục đi giao hàng thôi. Tiểu Miêu nghe vậy thì hốt hoảng đứng bật dậy, "Cái gì? Sao anh lại không nói sớm?" Cái biểu hiện này cũng khiến cho Nhất Khả sợ hãi, "Chị Miêu Miêu, chị sao vậy?" Một cơn lửa giận bốc lên đỉnh đầu tóc hồng, "Vừa nãy tôi gọi điện thoại cho chủ nợ, nói thư thả cho vài hôm để lấy tiền của anh mà trả cho bọn họ." Cuối cùng cô tung một cú tát vào mặt cậu làm méo cả mồm, "Đi chết đi." Đêm ngày hôm đó cả ba người đều quay về căn nhà trọ của Tiểu Văn, vì hết tiền cho nên cậu quyết định bao hai cô gái cùng trọ một bữa mì tôm thịnh soạn, nước sôi nước sôi, mau lấy cái gì kê lên nóng quá đi miêu miêu cùng nhất khả cùng lấy ra một miếng gạch mà để lên bàn anh mau đặt xuống đi may mà mấy anh thợ điện may mắn có để lại mấy viên gạch cái bàn trà này là tôi vừa mới mua đấy trong mấy ngày anh tham gia huấn luyện tôi cùng vương nhất khả đã tìm người sửa lại căn nhà còn mua thêm một vài đồ dùng trong nhà nữa tiểu văn cũng là người biết điều nên cười tươi tạm thời mọi người ăn tạm một bữa ở nhà đợi tháng sau lấy được tiền thưởng sẽ mời hai người đi ăn mì cay nhất khả cũng thông cảm ăn ở nhà cũng tốt giá cả bên ngoài bây giờ cũng quá cao làm cho tóc hồng ngạc nhiên nhị tiểu thư của vương gia mà cũng lo về giá cả sao tôi đã bỏ nhà đi bụi vài lần rồi nên mỗi lần tôi bị chị bắt về thì gia đình không cung cấp tài chính cho tôi nữa tránh việc tôi lại trốn đi miêu miêu lại nói tiếp chị gái của cô còn trẻ vậy sao cứ làm mấy việc của hủ thế thời đại nào rồi còn liên hôn để củng cố địa vị cho gia tộc nhắc đến chị gái khuôn mặt tóc ngắn buồn bã có thể chị gái tôi còn có dự định khác tóc hồng thấy cảm xúc này của nhất khả nên chuyển chủ đề được rồi, được rồi, không nói chuyện không vui nữa, đây là lần tụ tập ăn uống đầu tiên, chúng ta cạn ly nào. Rồi cả ba cầm lấy mấy ly trọng bâu lên cùng tới tấp, cạn ly nào. Điều này làm cho Tiểu Văn có một cảm xúc khó tả, ngồi suy tư, từ trước đến nay chưa bao giờ hưởng thụ qua khoảnh khắc vui vẻ như vậy. Nhìn vào hai cô em cùng phòng đang say bí tỉ, mặc dù kiếp này bởi vì sự xuất hiện của Lâm Miêu Miêu, kế hoạch ban đầu đã đi theo hướng khác, nhưng bây giờ cũng khá tốt, dứt lời cậu làm thêm ly nữa, thật sảng khoái. Đột nhiên tóc hồng loạn choạng lại gần này hứa tiểu văn anh đã yêu đương bao giờ chưa làm cho cậu giật mình hỏi cái này để làm gì chứ rồi tóc hồng ngồi gần lại nhất khả tôi tò mò người như anh sẽ thích loại con gái như thế nào lẳng lơ như tôi hay là ngoan hiền như nhất khả làm cho tiểu văn bối rối người như tôi là loại gì chứ có vẻ như đã say tóc hồng ngả lưng xuống ghế tôi nghĩ có lẽ chỉ có ai ngốc mới thích anh mà thôi tiểu văn lại cố gắng chuyển chủ đề đúng rồi nợ nần của cô như thế nào rồi dứt lời quay sang thì đã thấy hai chị em kia đã trương bụng lên mà ngủ rồi, trời má, ngủ nhanh thế, mới uống có vài ly mà đã say như thế rồi ư. Nhìn vào cơ thể trắng mịn của hai cô gái trên ghế, Tiểu Văn chỉ biết thốt lên, không biết uống rượu thì đừng uống chứ. Này này, tỉnh lại đi, về giường mà ngủ chứ, ở đây trúng gió thì sao? Gọi mãi nhưng không có dấu hiệu gì, Tiểu Văn ôm đầu, đúng là chỉ biết gây phiền phức cho người khác thôi. Rồi cậu quay lại dọn dẹp bãi chiến trường, hai người ngủ ở đây sẽ bị cảm lạnh đấy, chợp mắt một chút rồi về giường đi mãi nhưng hai em gái vẫn chưa tỉnh lại. Tiểu Văn quyết định làm người tốt một lần. Tiểu Văn một tay vắt qua eo con kiến của tóc hồng, tay còn lại thì đỡ hai chân của cô, rồi bế cô đi vào phòng ngủ của mình. Uống nhiều như vậy, không say mới lạ đó. Cuối cùng cậu ân cần đắp chăn cho miêu miêu, cẩn thận cảm lạnh nhé. Đột nhiên bàn tay cô ấy nắm lấy áo của Tiểu Văn, ư, ừ, khát quá, làm cho Tiểu Văn giật mình. A, à, cô muốn làm cái gì? Rồi cô ấy vật Tiểu Văn ngã xuống giường, hai tay giữ chặt đầu của cậu chân thì kẹp cứng cơ thể của tiểu văn cậu thì lập tức vật người miêu miêu lại hai tay giữ chặt hai bàn tay hư hỏng của tóc hồng để tôi đi rót cho cô ly nước nhé rồi cậu phắn nhanh ra khỏi căn phòng trước cám dỗ như vậy mà cậu cũng giữ được sự trong trắng đúng là bản lĩnh bước ra ngoài phòng khách nhìn vào thân thể vương nhất khả đang nằm trên giường tiểu văn chỉ biết cảm thán đúng là điện nước đầy đủ thật may thay mình là một kẻ đứng đắn rồi cậu lại tiếp tục nhấc lấy cơ thể ấm áp của tóc ngắn đưa vào phòng sau tầm 10 phút thì những âm thanh lạ phát ra từ phòng tóc ngắn còn tiểu văn thì sảng khoái bước ra lâm miêu miêu nên học hỏi một chút đột nhiên hai con người của tiểu văn sáng ra cô đến từ lúc nào vậy trên ghế sofa thì chị gái của nhất khả đang ngồi chễm trệ nhìn về phía tiểu văn với ánh mắt nghi hoặc hai cô gái uống rượu đến gà cũng buộc không chặt trước mặt của anh nhưng anh lại không có chút động lòng nào không biết anh đúng là một tên đàn ông đặc biệt hay là một tên ngu xuẩn không biết hưởng thụ à mà thôi lần trước anh dắt em gái tôi đi lần này tôi đến đòi người cũng không quá đáng chứ Tiểu Văn ngồi xuống rồi nói, nhất khả là người đã trưởng thành, cô ta không muốn bỏ đi, tôi có thể đem cô ta đi được sao? Nhất hàm khoanh tay trước ngực, sao vậy? Anh cảm thấy tôi để nó và Âu Dương ra liên hôn là không công bằng với nó sao? Nó thân là con gái của Vương Thị, hưởng thụ cuộc sống xa xỉ, thì đương nhiên phải góp một phần sức mạnh rồi. Tiểu Văn liền đáp, lẽ nào cô không hưởng thụ cuộc sống xa xỉ mà gia tộc đem lại cho mình sao? Dựa vào cái gì mà cô sinh ra trước, thì có thể quyết định cuộc đời của em gái mình. Tóc dài đưa hai tay ra giải thích, nhất khả từ nhỏ đến lớn không có thiên phú của thuật thôi miên, hơn 20 tuổi cũng chỉ là level 3, nếu như để tôi đi liên hôn, mà để nó trở thành tộc trưởng dẫn dắt gia tộc thì anh có cảm thấy ổn không? Ưu điểm của nhất khả, e là cả đời này cô cũng không có được đâu, Tiểu Văn lạnh lùng đáp lại. Chợt nhất khả nghiêng ngả từ trong phòng ngủ bước ra, "Chị, chị lại đến nữa rồi. Không phải em đã ngủ rồi sao?" Tóc dài nói lại. Nhìn biểu cảm của nó, nhất định là nghe thấy những lời vừa nãy của mình rồi đều tại tên hứa tiểu văn này lo chuyện bao đồng. Khuôn mặt của tóc ngắn hiện lên một chút buồn bã, tay đặt lên hai cái bình sữa, em có hơi khát nước nên mới tỉnh lại, chị lại muốn đem em về sao. Cảm thấy tội nghiệp cho tóc ngắn, tiểu văn chỉ thẳng mặt vào tóc dài, vương nhất hàm, miệng của cô đúng là thối thật, nhất khả hôm nay sẽ không đi với cô đâu, hãy từ bỏ ý định này đi. Nhất hàm cũng đứng dậy mạnh miệng, hứa tiểu văn, tôi muốn cá cược với anh, nhất khả nhất định sẽ ngoan ngoãn về với tôi. Rồi cô ta đi lướt qua người nhất khả nói nhỏ, ngày kết hôn đã gần tới chị xem như là em sợ tiền hôn nhân nên em ra ngoài giải tỏa hôm nay chị sẽ về trước uống rượu thì nên ngủ sớm đi để một mình nhất khả buồn bã ở lại sau khi nhất hàm rời đi cậu cũng lập tức tiến đến đóng mạnh cánh cửa không tiễn rồi tiến đến an ủi tâm hồn cho tóc ngắn chị cô nói cái gì cũng đừng để trong lòng an tâm ở lại đây là được rồi cảm ơn anh tôi đi ngủ đây chúc ngủ ngon rồi nhất hàm lại chui vào phòng ngủ mà quên cả uống nước sang đến ngày hôm sau ở tòa nhà của hiệp hội tiểu văn đang dựng con chiến mã của mình trong nhà xe chiếc xe thân yêu của ta sửa mày cũng gần hết mấy triệu bạc mày kiên trì một chút tuyệt đối đừng hư nữa nhé đang tâm sự với chiếc xe yêu quý thì có tiếng của anh ra đen từ sau lưng hứa tiểu văn chờ tôi cùng vào trong nhé trước đây khi nhập chức huấn luyện cũng chưa nói chuyện qua lần nào sau này cậu tiếp tục đi làm shipper sao bình thường cậu ship ở khu vực nào ở đâu cũng ship hết cả ship từ sài gòn ra hà nội luôn còn trong đầu cậu thì tự hỏi, tên nhóc này hình như rất để ý tới mình, có phải do mình đẹp trai quá không ta? Anh da đen lại tìm hiểu, đúng rồi, một quyền hôm đó của Xuân Hoa và Xuân Điền khá mạnh, nhưng cậu vẫn không sao. Tiểu Văn liền xạo chó, ô do tôi từ nhỏ đã có năng lực hồi phục khá mạnh. Bỗng dưng anh da đen trở nên nguy hiểm, một tay bộc phá năng lực, một nguồn điện 500 vô xuất hiện trong tay cậu, rồi tung một trưởng cực ngầu về phía xa, uy lực rất khủng bố. Nhưng điều bất ngờ hơn là tia điện như lại bị một lỗ đen hút vào toàn bộ, làm cho tiểu văn rất ngạc nhiên tia chớp kinh khủng như vậy mà còn hấp thu tất cả lúc này anh da đen cũng lên tiếng hình thiên tinh cuối cùng thì anh cũng đã lộ mặt rồi một người đàn ông body sáu múi từ từ bước ra từ lỗ hồng đã giác ngộ được lấy cái chết để tạ tội hay chưa bàn tay của viên chức không ngừng bạo phát lôi điện rõ ràng là các người ra tay trước thanh niên ở trần bình thản đi đến chẳng qua là chị gái có cần phải kéo tất cả huynh đệ chết cùng hay không huống hồ chúng tôi chẳng qua chỉ là cầm tiền làm việc thôi cậu có bản lĩnh thì đi tìm người đứng sau đi người đứng sau là ai anh ra đen hỏi lại nhưng chỉ nhận được bộ mặt trêu chọc từ phía đối diện quỷ mới biết đấy viên chiết hét lớn nói cho tôi biết sự thật rồi trưởng mạnh nguồn điện về phía hình thiên tinh còn sau muối thì rất bình tĩnh tung chưa đáp trả tường lưu thể một bức tường màu xanh lục được hình thành trước mặt hắn chặn ngang đòn tấn công của viên chiết trong thoáng chốc bức tường đã hấp thụ toàn bộ lượng điện năng trong đòn đánh của địch thấy một kích mạnh nhất của mình bị phá giải một cách đơn giản khuôn mặt của viên chiết liền biến sắc sang màu đen về phần tiểu văn cậu đã nhanh chân đi ra nơi khác lại còn niệm thần chú không liên quan tới mình không liên quan tới mình không liên quan đột nhiên khuôn mặt cậu trở nên nghiêm túc đờ mờ đây là sát thủ ảo tưởng ư người năng lực hệ tự nhiên như viên chiết gặp phải hắn đúng là xui xẻo rồi còn ở chỗ náo nhiệt kia tiểu tử thối tôi tưởng cậu còn lợi hại lắm chứ có thể giết chết hết tất cả huynh đệ của tôi không ngờ cũng chỉ có như vậy thôi sao rồi tên sáu múi đá vào đầu của anh ra đen tiếp đến tung một cú đấm thần sầu vào bụng cậu ngay lập tức cơ thể của anh da đen văng ra mười thước miệng học ra một ngụm máu tươi còn tiểu văn thấy chuyện bất bình thì có chút động lòng đờ mờ thấy chết mà cứu không phải là tính cách của mình nhưng từ khi gặp lâm miêu miêu bản thân lại thay đổi thế này còn anh da đen vừa ngồi dậy sau đòn tấn công tên khốn này mạnh thật Sáu múi lại đạp đất lao đến tấn công hai tay thu chặt nắm đấm đi chết đi nhưng viên chức cũng kịp thời đứng dậy dùng tay phải chặn lấy cú đấm của đối phương làm cho tên sáu múi cười mỉm tôi còn tưởng cậu ngoài sử dụng năng lực ra những thứ khác đều không biết, xem ra cũng là một người không tệ đấy. Sau múi liền nhảy lùi về sau một nhịp, làm cho viên chết mất đà mà ngã về phía trước. Rồi cậu gượng dậy, tay phải lại tiếp tục tích trữ điện năng. Trong thoáng chốc, viên chết bạo phát toàn bộ số electron tích tụ được về phía của sáu múi. Tưởng rằng sẽ gây được chút thương tích cho kẻ địch, nhưng toàn bộ đòn tấn công của anh da đen một lần nữa lại bị một lực hút vô hình hấp thu. Còn sáu múi bình thản đáp xuống mặt đất, đã nói là vô dụng rồi mà, cậu hãy giơ tay chịu trói đi. Anh da đen vẫn rất cứng đầu, gầm lên một tiếng xung quanh cậu ta lúc này bao phủ một nguồn lôi điện khổng lồ không mặc áo cười mỉm lại dùng điện kích cường hóa nhục thể đúng là một tên tiểu quỷ không sợ đau viên chết lúc này như mất đi ý thức trông rất đáng sợ ta hỏi ngươi một lần nữa người đứng sau mà ngươi nói rốt cuộc là ai mắt xanh vẫn giữ nụ cười trên môi một người sắp chết biết được bí mật thì có tác dụng gì chứ đột nhiên với tốc độ sấm sét một cú đấm của viên chết đám thẳng vào mặt của tên sáu múi bị tác động vật lý khủng bố hắn lập tức bị đánh văng vào bức tường ở sau lưng ngồi dậy trong đống đổ nát, hắn vẫn to mồm, tiểu tử thối, ngươi lại dám đánh vào mặt của ta. Vừa dứt lời, thì viên chết lại bồi thêm một cú nữa vào mặt hắn cho cân xứng. Hắn ngồi dậy, chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì đã thấy anh da đen đứng ngay trước mặt, nói cho ta biết người đứng phía sau là ai. Rồi một cú đấm nữa được tung ra, nhằm ngay mạn sườn của tên sáu múi khiến hắn la lên oai oái. Chợt viên chết ôm ngực, học ra một ngụm máu màu đỏ thẫm, ho sặc sụa. Cậu ngã xuống trước mặt tên kia, làm hắn cười ha hả chế nháo ha ha còn non hơn trong tưởng tượng của ta. Hắn đứng dậy nắm đầu anh da đen, mỗi một tế bào của ngươi đều phải chịu đựng cảm giác bị thiêu cháy khi dùng điện tích để cường hóa cơ thể phải không? Về phần tiểu văn, đang đi trên đường về để cứu đồng nghiệp, thì cậu phát hiện trên chiếc xe đạp gần mình có một chiếc khăn trùng đầu, cậu tiện tay cầm dùng người ta luôn. Còn anh sáu múi thì có điện thoại tới, đừng ở lại gần hiệp hội, xong việc thì nhanh đi đi. Hắn quay lại chỗ viên chiết, có trách thì trách viên ra các người dơ tay ra quá dài rồi hắn giơ chân tính đạp nát khuôn mặt của anh da đen đi chết đi nhưng một cánh tay rắn chắc đã kịp thời cứu sống viên chiết chặn lại nhát đạp chí mạng vừa rồi một người bí ẩn trùng khăn lên tiếng người anh em có thấy chìa khóa của tôi ở đâu không khuôn mặt tên kia méo xệch tên tiểu tử này đến từ lúc nào vậy hắn lại có thể tiếp được một quyền của mình cậu là ai người bí ẩn trả lời tôi tìm chìa khóa xe của tôi hình như lúc nãy rơi ở đây đậu ngoé đang hỏi mày là ai muốn làm cái gì tiểu văn lại ngồi xuống ngươi bị điếc à, không phải tôi đã nói là đang tìm chìa khóa sao. Tên kia nhìn vào đôi dép của tiểu văn nên nhớ ra, tôi nhớ ra rồi, hồi nãy cậu đi cùng với viên chiết, ngươi là bạn của hắn sao. Trùng khăn nghe vậy thì xịt có thể nói nhỏ tiếng một chút hay không, âm thanh vừa nãy của hai người quá lớn, rất nhanh sẽ có người của hiệp hội đến xem thử, tôi không muốn bị người khác nhìn thấy đâu. Nhìn thấy bộ dạng này của tiểu văn tên sáu múi ngẫm nghĩ, tên này suy dinh dưỡng thế này, tại sao mình lại sợ hắn chứ? Còn tiểu văn thì lại gần thi thể của viên chiết, à tôi biết rồi, chìa khóa nhất định là bị cậu ta đè lên rồi. không mặc áo nhân lúc tiểu văn sơ ý liền phi đến. nếu một đòn này đi tên khốn, dám quản chuyện của bổn công tử à? vừa dứt lời, sáu múi đã bị người trùng khăn bí ẩn tát cho veo cả mồm, làm hắn ôm má. tại sao tốc độ của hắn nhanh thế? còn tiểu văn thì chửi xối xả vào mặt đối phương. không phải tôi đã nói là nhỏ tiếng một chút rồi sao? rồi cậu lại bồi thêm cho mười mấy cú tát nữa. tát xối xả, tát dồn dập. ai bảo cậu nói to mồm, ai bảo không chịu nghe lời, ỉ trắng hiếp đen nè sau chiêu liên hoàn tát vừa rồi tên sáu múi quỷ im dưới mặt đất hai má sưng vù như vừa bị ong đốt rồi hắn ngã xuống nằm đối đầu với anh da đen lúc nãy tiểu văn thì đút tay vào túi quần tên này cũng khá phết chịu đựng lâu vậy mới ngã xuống đúng là hào hán rồi cậu chỉnh lại hai ngón tay của anh da đen chỉ về phía anh da trắng đây có lẽ là bằng chứng viên chết đã đánh bại nhân vật phản diện này rồi đột nhiên có một đám người từ xa chạy thật nhanh đến chỗ ồn ào vừa rồi tiểu văn nhận ra bọn họ là người của khoa quét dọn thì lập tức dùng khinh công biến mất khỏi hiện trường May là bọn họ đến chậm một chút, không thì bị lộ rồi. Tiểu Văn vừa rời đi thì có một bóng người theo sau, nhìn thấy rồi, tên này mạnh thật chỉ dựa vào mấy cú bạt tai mà đã đánh bại được tên tội phạm lợi hại như vậy. Còn đám người của Khoa quét dọn đang xác minh danh tính của hai nhân vật đang nằm dưới đất, đây không phải là viên chết hạng nhất Khoa Tình Báo ư? Còn tên này hình như là hình Thiên Tinh, tội phạm truy nã level 5, hắn lại bị viên chết đánh bại à? Khoa chiến đấu đuổi theo hắn một tháng cũng không bắt được, vừa gặp người của Khoa Tình Báo đã bại trận rồi. Không hổ danh là người của Lâm Miêu Miêu, đột nhiên tên Lưu Khải kia xuất hiện, tôi nhìn thấy rồi, là một anh trai đội khăn trùm đầu đánh bại hình Thiên Tinh, rồi khoác vai một tên đầu vàng, đi theo tôi, tôi sẽ chỉ cho cậu. Hắn ta rời khỏi từ phía sau nhà để xe, có lẽ vẫn chưa đi xa đâu. Anh trai đội khăn trùm đó quá ngầu, có lẽ là level 5, à không level 6. Nhưng khi ra sau nhà xe, sao không thấy người đâu nữa? Lẽ nào là rời khỏi từ phía trên ư? Phán đoán như thế Lưu Khải chỉ biết thốt lên, anh trai khăn trùm đầu rốt cuộc là ai? nam thần của lòng tôi tôi nhất định sẽ tìm thấy anh sẽ để anh ấy ký tên lên cu của tôi rồi cảnh vật quay sang hai hộp sữa căng tròn của lâm miêu miêu chết chưa cô thốt lên còn viên chiết đang nằm trên giường bệnh trưởng khoa lâm cô cũng đến thăm tôi sao tóc hồng trêu chọc lôi điện pháp vương của khoa chúng ta sao lại quấn giống như xác ướp vậy lại còn dùng tay chọc vào đôi chân đang băng bó làm cho nó như muốn gãy làm hai luôn rồi cô ôm đầu cậu không nên nhúc nhích nữa nếu không muốn quãng đời tiếp theo đi bằng bốn chân ấy anh da đen cũng cố gắng kìm nén nỗi đau mà hỏi thăm sự tình hình thiên tinh như thế nào rồi hắn chạy thoát rồi à không hắn ta đã bị bắt rồi tôi sẽ thẩm vấn anh ta xem chuyện gì đã xảy ra đúng rồi hứa tiểu văn thế nào rồi lúc đó anh ta cũng ở gần đó cậu ấy không bị thương chứ sau đó xảy ra chuyện gì tôi không nhớ gì cả anh ta không bị gì hết đã báo cáo với tôi trước rồi thôi cậu nghỉ ngơi đi đợi hồi phục hoàn toàn thì quay về hiệp hội báo cáo chuyện của viên gia người của hiệp hội cũng đang điều tra hy vọng sau này cậu sẽ không hành động lỗ mãng. Nói rồi tóc hồng đứng dậy rời đi, tôi đi trước cậu giữ gìn sức khỏe. Vừa bước ra khỏi phòng bệnh thì đã thấy Tiểu Văn đút tay vào túi đứng chờ ở bên ngoài. Tên nhóc đó không bị liệt nửa người chứ, trở ra bên ngoài bệnh viện, Tiểu Văn cùng Miêu Miêu rảnh ra ngồi thưởng thức hai que kem. Thuận miệng tóc hồng kể lại chuyện xảy ra với gia đình Viên Chiết vào hai tháng trước. Chị gái của cậu ta chết thảm trong chính sân nhà của mình. Viên gia là gia tộc lôi hệ, chị gái Viên Tố Tâm là chủ tịch của đồng minh mấy đại gia tộc thuộc lôi hệ nhưng không ngờ lại chết kỳ lạ ở trong sân nhà của mình trước khi chết lại còn bị làm nhục sau khi viên tố tâm chết viên chết vẫn luôn muốn báo thù viên ra mất đi người đáng tin cậy nhất đến khi kết thúc câu chuyện miêu miêu quay sang thì thấy tiểu văn đã ngủ từ lâu sôi máu cô đấm cho cậu một nhát hứa tiểu văn lão nương đang kể câu chuyện đau lòng như thế anh lại ngủ được sao cậu vẫn dụi mắt giải thích không biết tại sao gần đây tôi cứ buồn ngủ một cách kỳ lạ như vậy vì thế những gì tôi nói vừa nãy anh đều không nghe sao nghe thì nghe rồi nhưng mà que kem đã chảy ra mất tiêu rồi. Rồi cậu giơ tay lên liếm láp chút kem còn sót lại. Đúng rồi, viên tố tâm rất yếu sao level 6, tóc hồng đáp lại. Thế thì lạ rồi, hình thiên tinh trước đây đã bị viên chiết đánh bại một lần. Viên chiết cũng mới level 5, chị gái còn mạnh hơn. Tại sao lại bị tội phạm giết chết đáng ngờ như vậy được? Còn nữa tên hình thiên tinh này đột nhiên mạnh lên đánh bại cả viên chiết. Cô có cảm thấy đang có người làm thí nghiệm nhân thể không? Tóc hồng chống cằm đáp lại, khả năng này rất lớn. Tôi tận mắt nhìn thấy viên chết bộc phát sức mạnh trong khoảng thời gian ngắn từ điện tích của cậu ta. Đối với khả năng này của viên chết thì có tình báo gì liên quan không? Trong gia tộc lôi hệ chỉ có viên gia mới có kỹ năng này. Hiệp hội cho rằng loại điện kích của viên gia này là năng lực đặc thù trong lôi hệ. Vậy có khả năng có người nhìn trúng loại năng lực này của viên gia nên muốn lợi dụng, nhưng viên tố tâm đã từ chối hợp tác, vì thế mà bị ám sát rồi cưỡng bức. Tiểu Văn lại vuốt cằm. Đây chỉ là suy đoán của chúng ta, tuy là khá hợp lý nhưng lại không có manh mối gì liên quan cả còn tóc hồng thì vui vẻ, để khi hình thiên tinh tỉnh lại, tôi sẽ tự thẩm vấn. À đúng rồi, không phải trước đây anh không thích liên quan gì đến người khác sao, sao lại quan tâm đến chuyện của viên chết vậy? Cậu dựa lưng vào ghế thoải mái, như chuyện là bẩm sinh của con người, tò mò không có nghĩa là có muốn liên quan đến anh ta. Chợt miêu miêu lấy ra một chiếc điện thoại, đúng rồi, vừa nãy thư ký có xe cho tôi một liên kết, tôi muốn cho anh xem thử. Tiểu văn cầm lấy điện thoại của tóc hồng, cái gì vậy đưa tôi xem nào? Đây không phải là hội nhiều chuyện của người siêu năng lực sao? bây giờ anh đang rất nổi tiếng trong người năng lực đấy thông tin trên màn hình hiện lên bài post của lưu khải tìm kiếm anh đội khăn chùm đầu để xin chữ ký lên cu kèm theo là một bức họa người chùm khăn bí ẩn tóc hồng cũng nhìn vào rồi hỏi anh chính là người đội khăn chùm đầu đúng không sao trình độ vẽ tranh của tên này giống như vừa tốt nghiệp trường mẫu giáo thế vẽ cái quần què gì vậy bỏ đi chỉ cần không có người nhận ra tôi là được rồi lúc đó không chú ý xung quanh có người khác hay không chỉ muốn làm cho xong việc rồi bỏ chạy thôi nếu biết ở đó có người ngoài Tôi sẽ không nhúng tay vào đâu." Tóc Hồng cũng tiếp lời, "Trước đây anh đánh nhện hấp tinh, tên Lưu Khải này cũng ở hiện trường, hình như anh ta rất có duyên với anh đấy." Tiểu Văn cũng thờ ơ đứng dậy, "Chiều nay tôi còn phải đi ship hàng, đi trước đây." Tóc Hồng ngạc nhiên hỏi tới, "Vẫn còn đi ship ư? Không ship thì cạp đất mà ăn sao? Tiền thưởng tháng này đều đã bị hủy bỏ, hơn nữa mấy hôm nay không có nhiệm vụ." Chợt điện thoại Miêu Miêu vang lên, "Alo, có chuyện gì vậy?" Khuôn mặt Tóc Hồng trở nên nhợt nhạt, "Trưởng khoa Lâm, Hình Thiên Tinh không thấy ở đâu nữa." Thật trùng hợp, cô muốn thẩm vấn hắn, hắn lại mất tích. Điều này chứng tỏ con người hình thiên tinh thật sự có vấn đề, có một thế lực nào đó đằng sau, hắn mới có thể trốn thoát khỏi hiệp hội dễ như thế được. Lâm Miêu Miêu đứng dậy khỏi chiếc ghế đá, "Bây giờ hãy cùng tôi đi về hiệp hội." "Xin lỗi, tôi đi với cô cũng vô dụng, chủ yếu là hôm nay tôi đã đặt ra kế hoạch rồi, phải ship được 5 đơn hàng." Tóc Hồng liền giả vờ khóc lóc, "Không lẽ anh đang đùa sao? Đi với tôi đi mà." Nhưng Tiểu Văn lại rất nghiêm túc, "Kế hoạch tôi đã đặt ra nhất định phải thực hiện cho bằng được." làm cho Lâm Miêu Miêu tức điên đá mạnh vào cái ghế, tức chết đi được, người này bị làm sao vậy? Cú đá làm cho tóc hồng phải ngồi xuống ôm chân rên rỉ, a à, đau quá đi. Trở về hiệp hội thì Miêu Miêu liền hỏi thăm hai tên thư ký, người sao có thể biến mất như vậy được? Phong tỏa tòa nhà của hiệp hội, rồi xem qua tất cả camera chưa? Lần này có một cô gái tiến đến, hiện tại vẫn chưa tra được camera có bóng dáng của hắn. Cô gái này là thư ký riêng của Lâm Miêu Miêu năng lực ở level 4, kỹ năng là làm cho người khác mất trí nhớ trong chốc lát tóc hồng đứng trước căn phòng giam giữ hình thiên tinh lẽ nào camera đã bị người khác động chân động tay sao không trưởng khoa lâm chúng ta đã để nhân viên kỹ thuật của khoa hậu cần kiểm tra qua rồi có lẽ là không vấn đề gì tóc hồng lại chất vấn vậy sao hắn lại chạy thoát được chứ trừ khi có người sử dụng năng lực không gian tôi cần một danh sách nhân viên biết năng lực không gian trong hiệp hội cô thư ký nóng bỏng hỏi lại trưởng khoa nghi ngờ trong hiệp hội có gian tế sao nhưng miêu miêu rất dứt khoát tôi không thường lượng với cô mau làm theo chỉ thị của tôi là được rồi sau một lúc thì tóc hồng quay trở lại phòng làm việc của mình nhất khả cũng ở đó liền nói hello chị miêu miêu tóc hồng vội ngồi xuống ghế ôm đầu than thở hình thiên tinh biến mất rồi làm cho tóc ngắn bất ngờ sao có thể chứ đây là hiệp hội mà lẽ nào là có người cố ý thả đi sao miêu miêu buồn bực banh hai chân lên ghế nhất định là như vậy rồi hơn nữa điều khiến tôi không vui nhất là hắn biến mất dưới sự giám sát của khoa tình báo rồi nhất khả đưa ra một tấm thẻ cho tóc hồng thứ này em tìm thấy được ở trước cửa sau khi chị rời đi không lâu nhìn vào tấm thẻ tóc hồng phân tích phù hiệu hình tam giác có khi nào đại diện cho một lời cảnh báo không cảnh báo ư sự mất tích của hình thiên tinh có khi nào liên quan đến tấm thẻ này không thật trùng hợp sau khi hắn mất tích thì em nhặt được tấm thẻ này nghe đến cái tên hình thiên tinh tóc hồng trở nên cáu giận nhắc đến hình thiên tinh đúng là tức thật vốn dĩ còn tưởng là có thể hỏi chuyện về vụ án ở viên gia kết quả lại để hắn chạy mất tóc ngắn cũng tỏ vẻ thông cảm trước khi chị vào đây tôi vừa xem xong vụ án của viên gia viên chết thật sự rất đáng thương nếu như viên chết biết tin hắn đã chạy rồi anh ta nhất định sẽ rất buồn tóc hồng thì nhìn vào tấm thẻ mà nói cố gắng tìm được người trước khi cậu ta ra viện nếu như không tìm được hình thiên tinh manh mối đến đây sẽ bị đứt đoạn còn về tấm thẻ này tôi sẽ gửi đến khoa giám định để kiểm tra xem có manh mối gì được cất giấu hay không xong việc về tấm thẻ nhất khả mới nhớ lại chuyện gì đó đúng rồi chị đã thấy bài viết kia chưa liên quan đến anh đội khăn trùm đầu ấy bây giờ ai cũng đang thảo luận về anh ta hơn nữa càng nói càng thần kỳ thậm chí có người còn thưởng tiền để tìm anh ta đấy tóc hồng liền cúi sát người nói khẽ vào tai tóc ngắn hắn chính là hứa tiểu văn đấy làm cho nhất khả ngạc nhiên mà thốt lên thật lớn hả thật sao về phía tiểu văn thì đang chạy hết ga hết số để giao đồ ăn thì có một bóng đen khổng lồ trên đầu cậu ngước mặt lên thì thấy một chiến hạm khổng lồ bay ngang qua cái quần què gì vậy cậu nheo mắt để nhìn kỹ hơn phía trên hình như có sinh vật hình người không lẽ là người ngoài hành tinh xâm nhập sao còn ở bên trong tòa nhà của hiệp hội thì cũng đã nhận biết được sự việc ban cố vấn cấp cao cũng đã tập trung để bàn đối sách thanh niên này là ninh dực thư ký bộ hậu cần chúng ta có cần đợi thông báo từ bộ quốc phòng không khi nhìn thấy bọn phi thuyền kia tấn công vào thành phố gây ra một vụ nổ kinh hoàng cậu ta hốt hoảng quay lại đại ca tình hình không hay đối phương bắn pháo vào bách tính bình thường đại ca của hắn là ninh dịch trưởng khoa bộ hậu cần lúc này cũng lên tiếng thông báo với khoa quét dọn phối hợp với các bộ phận khác của quốc gia cùng nhau hành động rồi toàn bộ người của khoa hậu cần đều di chuyển đến đại sảnh nơi toàn bộ người đứng đầu của hiệp hội đã tập trung. Người đàn ông dâu đỏ này là Vương Thần Diễm, biệt danh là dâu đỏ, là em trai của dâu trắng. Thanh niên đeo kính với tròm dâu dê này là Tuyên Điền, cô gái suy dinh dưỡng ở bên phải là Nguyệt Hàn Băng, còn thanh niên lông trắng này là Báo Nhẫn, tất cả bốn bọn họ đều là phó hội trưởng của hiệp hội. Cuối cùng là cụ ông dâu tóc bạc phơ này là Tả Diệp Thiên Phàm, là hội trưởng của hiệp hội. Lão lên tiếng, bây giờ vẫn chưa là lúc thích hợp để ra tay. Ninh Dịch cũng phản bác, đối phương mang ý xấu tới đây, thân là chi nhánh của bộ công an có lẽ hiệp hội nên lập tức chi viện chiến đấu nhưng lão dâu dê lại cho rằng hiện tại đối phương chỉ đơn thuần sử dụng vũ khí không liên quan đến dị năng nên đây không phải là phạm vi hiệp hội quản lý rồi cả đám mười mấy người cãi nhau cả nửa ngày cũng không đưa ra được quyết định là có nên chi viện hay không còn ở khu nhà mà tiểu văn ở hiện tại cũng bị ảnh hưởng bởi đòn tấn công của người ngoài hành tinh cả căn nhà đã trở thành sát vụn cậu vừa giao hàng trở về thì chỉ biết thốt lên ôi cái đờ mờ bên trong phi thuyền thì có hai con người ngoài hành tinh một tên đầu có bốn chiếc sừng đang làm tô mì tôm hai trứng cùng chai sờ tinh còn tên còn lại là một mỹ nữ đeo kính hạm kiều đã chuyển đến số liệu thí nghiệm tỷ suất tiêu diệt sau đòn tấn công vừa rồi chưa đạt tới 100%, chỉ có 99% mà thôi nghe lời báo cáo thì tên bốn sừng tỏ vẻ rất hào hứng ha ha thú vị tinh cầu này nhất định có người là đối thủ của ta tiểu văn ở ngay tại ngôi nhà đổ nát của mình quá cay cú bọn người phá hoại cậu liền đeo chiếc khăn trùng màu mè vào chúng mày có biết bố mày là ai không Cuộc sống phế vật 18 năm nay ta gầy dựng, lại bị tụi bay phá hoại, không thường tiếc. Cậu vừa định lao lên đấm cho bọn người ngoài trái đất một trận thì một tên đầu rêu xuất hiện, Super Idol. Hắn lao tới ôm chầm lấy hai chân của Tiểu Văn, làm cả hai ngã lăn quay ra mặt đất. Tên đầu rêu khóc lóc, cuối cùng thì tôi đã tìm thấy anh rồi, Super Idol của lòng tôi, thần trùng đầu. Tiểu Văn thì ôm đầu thở dài, cậu là ai thế, nhận nhầm rồi. Nhưng tên đầu rêu vẫn rất quả quyết, anh là thần của tôi trong đầu hắn lúc này đã tưởng tượng ra mình đang dẫn đầu một hội trùng đầu chúa trời thần trùng đầu là đấng tối cao người cứu khổ cứu nạn người lịch kiếp phổ độ chúng sanh hoan hô hoan hô còn cậu thì cố gắng dãy ruộng cậu bị điên hả nhanh thả tôi ra anh đừng hòng chống chế tôi trước đây làm ở công ty marketing chỉ cần hợp tác với tôi tôi sẽ biến anh thành idol người năng lực nổi tiếng đệ nhất khi hai từ đệ nhất vang lên là lúc bàn tay của tiểu văn tác động vật lý vào bản mặt của tên đầu rêu ngươi lại dám nói hai từ đệ nhất trước mặt ta ngu xuẩn khi này thì nhất khả cũng từ hiệp hội trở về nhìn thấy tình cảnh này cô lập tức lên tiếng sao lại như vậy nhất khả cô đến đúng lúc lắm nhanh đến thôi miên người này dùng tôi một chút hắn không biết làm thế nào mà đã nhận ra tôi rồi tóc ngắn che miệng tỏ ra ngạc nhiên anh là thần chùm đầu thần chùm đầu lại biết tôi sao cậu liên thể hiện ra bộ mặt dơ giấy của mình thường ngày vương nhất khả tôi là hứa tiểu văn đây còn ở trên phi thuyền quái vật ba đầu tóc xanh lên tiếng tam ca Hạm Kiều vừa nãy đã kiểm tra thấy có một sức mạnh rất lớn nơi chúng ta vừa tấn công, nhưng đột nhiên lại biến mất rồi. Tên quái vật nhiều sừng điên tiết lên, đem pháo Armstrong phản lực của ta ra đây. Ngay lập tức đã thấy một mũi tên khổng lồ lao thật nhanh về phía của Tiểu Văn. Cậu lập tức ôm lấy Nhất Khả, rồi nắm cổ tên đầu rêu nhảy lên, cố gắng né tránh mũi tên đang lao đến. Bị bất ngờ nên Tiểu Văn chỉ kịp dạng háng ra, mũi tên sượt qua háng của Tiểu Văn như một cơn gió, rồi gam thẳng xuống mặt đất gây ra một vụ chấn động lớn. Còn cậu thì vừa thoát khỏi pha tấn công của địch, bước ra khỏi làn khói bụi mù mịt cậu thả nhất khả ngồi xuống mặt đất mà không để ý cái quần mình đã bị rách làm lộ ra con họa mi 20 mươi của mình tóc ngắn vừa nhìn thấy thì ngại ngùng đỏ mặt nhìn chằm chằm vào nó tiểu văn quần của anh chỉ là bộ phận nhỏ trên người thôi không cần kinh hoàng tiểu văn đáp nghe vậy thì nhất khả chảy nước miếng bộ phận nhỏ thôi ư còn tiểu văn thì tức giận gồng hết cơ bắp trên người các người dám phá nhà của ta tí nữa thì nướng luôn con chim yêu quý hôm nay không phải ngươi chết thì ta sống đợi khi cậu hét xong rồi mở mắt ra thì bọn người kia đã biến mất ơ phi thuyền đâu rồi người ngoài hành tinh xâm nhập sao có thể biến mất hoàn toàn như vậy trình độ khoa học kỹ thuật có thể vượt qua nền văn minh của trái đất rồi chợt cậu nhìn xuống con chim vành khuyên của mình búng tay một nhát từ vị trí của con chim vành khuyên của tiểu văn phát ra một tia cực quang sáng lóa như vậy thì không có vấn đề gì nữa nhìn thấy con chim phát quang này nhất khả lại đỏ mặt trói quá to quá còn tên đầu rêu từ dưới đất ngước nhìn lên hình ảnh của tiểu văn không khác gì một đấng tối cao ánh sáng của đấng cứu thế bao trùm cả không gian, thần trùng đầu, quả nhiên là thần trùng đầu. Tiểu văn gãi đầu, cần phải thôi miên mạnh với tên này hơn, nếu không sớm muộn cũng sẽ nhớ tới chuyện của tôi thôi, làm phiền cô rồi nhất hả. Tóc xám thì dùng tay che mắt, ánh mắt không rời khỏi chỗ phát ra ánh sáng, ưng cứ giao cho tôi, ánh sáng này thu hút thật. Lúc này thì đám người của hiệp hội đang lao đến, trung tâm vụ nổ có một ánh sáng cực mạnh, nhanh qua đó xem thử thế nào, kiểm tra kỹ xem có người còn sống không. Cậu thì lại sợ hãi, bọn họ đã đến rồi ư, nếu như bị nhìn thấy, ngày mai đảm bảo tin của mình sẽ lên trang nhất. Tiểu văn liền nắm lấy tay tóc ngắn, nhất khả chúng ta đi thôi, rồi dùng dịch chuyển cổ học biến mất khỏi hiện trường, chỉ còn lại tên đầu rêu nằm tận hưởng ánh sáng của đấng cứu thế. Ở văn phòng Miêu Miêu, cô ta đang xem phim gì đó trên điện thoại, Kimochi, Kimochi, thì một luồng ánh sáng cực mạnh đột nhiên xuất hiện trong phòng. Rồi hai con người kia xuất hiện từ trong nguồn sáng, là tôi hứa tiểu văn, chào cô, nhất khả liền nói với tóc hồng, chị Miêu Miêu, nhà của chúng ta bị nổ tung rồi, tối nay chúng ta phải ngủ ở đâu đây? Tiểu văn cầm trên tay chiếc xịp lọt khe mà nói, miêu miêu, cô đến ngay cả quần cũng chuẩn bị cho tôi rồi sao? Tóc hồng liền hóa thành một con báo, camera của hiệp hội đã bị anh thiêu hư luôn rồi, may mà anh đội khăn trùng đầu, nếu không ai ai cũng đều biết hết rồi. Còn tiểu văn thì đang suy nghĩ, tiền nhà đã thu của bọn họ, đem đi tiêu hết rồi, giờ phải làm sao? Rồi cậu chỉ biết ôm đầu, tôi xin lỗi, hôm nay là tai họa bất ngờ rồi, bây giờ cứ về nhà ba mẹ của tôi trước, cách đây không xa lắm nói là làm ngay đêm hôm đó đã thấy miêu miêu cùng nhất khả đứng trước một căn biệt phủ rộng lớn thiếu ra cuối cùng thì cậu cũng đã về rồi thanh niên đầu cắt moi này là chú vương là quản gia của gia đình tiểu văn cậu thì đã mặc trên người một bộ vest trông rất lịch thiệp ba mẹ tôi có nhà không hôm nay nhà tôi xảy ra chút chuyện thời gian tới tôi muốn bạn của tôi tới đây ở tạm rồi cậu tiện chân bước vào căn nhà lão gia phu nhân thiếu ra về nhà rồi vừa vào trong nhà thì đã thấy ông bà bô của cậu xuất hiện ông bô là hứa tiên còn bà bô là bạch sổ chân, tiểu tử ta tưởng con quên đường về nhà rồi. Xa cách đứa con lâu ngày, bà bô sợ con thèm sữa nên lao đến ôm đầu cậu dí vào hai bình sữa Vinamilk của mình. Cục cưng của mẹ, trong đầu lại còn nghĩ, thằng con mình khá thật, hai cô bạn gái, tối nào cũng xăm à. Miêu Miêu lại đọc được cái ý nghĩ điên rồ này của bà, tôi nghe thấy hết đó nha, xem bọn tôi là cái gì vậy. Xin cháu trai thì là tên Hứa Sư Lâm, cháu gái thì tên là Hứa Tiểu Thanh, làm cho tóc hồng chỉ biết cảm thán, đến cả tên con cũng đặt luôn rồi sau một lúc thì miêu miêu quay sang hứa tiểu văn ba của anh không lẽ là đồng sự trưởng hứa tiên của y dược bảo chi lâm của trung quốc đó chứ hứa tiểu văn ừng một cách rất bình thản vẻ như chuyện đó là đương nhiên rồi còn mẹ cậu thì bước vào trong nhà các con cứ nói chuyện mẹ vào tìm chút đồ rồi bà đi vào trong đi đến một cái kết sắt dài rộng phải tầm một mét cao hai mét lấy ra một chiếc hộp bằng vàng cuối cùng đã tới ngày giải phong ấn rồi còn ba tiểu văn thì cũng quay lưng đi để ta vào nói với nhà bếp làm chút đồ ăn chiêu đãi các con rồi ông ba chân bốn cẳng chạy nhanh vào nhà bếp nơi mẹ tiểu văn đang lén lén lút lút làm cái gì đó đã chuẩn bị xong chưa khuôn mặt bà mẹ trở nên nham hiểm đương nhiên là rồi rồi cả hai cùng cười phá lên đợi nhiều năm như vậy cuối cùng chúng ta cũng đợi được rồi nửa tiếng sau thì mọi người đã ngồi lên bàn đồ ăn đã chuẩn bị xong tiểu văn thì ra nhà của anh lại giàu như vậy cậu thì ôm đầu giả vờ chán trường người giàu có là ba mẹ của tôi làm tóc hồng bên cạnh phải phản bác nhưng cuối cùng anh cũng sẽ thừa kế sản nghiệp của nhà mình mà thôi tôi còn chưa tốt nghiệp mẫu giáo căn bản là không thể quản lý công ty vì vậy ba mẹ tôi đã lập di trúc thừa kế cho con trai tôi nếu không có thì sẽ ủng hộ từ thiện nhưng trong thâm tâm tiểu văn lại nghĩ khác chỉ sợ rằng nếu cậu quản lý công ty sẽ trở thành người giàu nhất thế giới thế thì phải về gặp các cụ mất thôi chợt tiểu văn phát hiện điều gì đó bất thường liền ngước mặt lên trần nhà một luồng khói màu trắng từ từ được bơm vào từ lỗ thông gió lâm miêu miêu cũng cảm thấy có vấn đề liền bịt mũi lại có chuyện gì vậy còn tiểu văn thì lao đến bịt mũi nhất khả đừng thở chúng ta mau ra ngoài thôi nhưng đã quá muộn luồng khí kia đã kịp tác động đối với tóc ngắn làm cơ thể cô nóng bừng lên ư ừ, mọi người nhanh ra ngoài đừng lại gần tôi cô đẩy mạnh tiểu văn ra lúc này cô như bị chúng phải xuân dược cơ thể bị kích thích tột độ ư ừ, mọi người nhanh đi đi rồi quỳ xuống mặt đất cô rên lên một tiếng thất thanh à tóc hồng ở phía đối diện cũng chỉ biết thốt lên năng lực của nhất khả bị bùng nổ rồi không kịp nữa rồi sức mạnh thôi miên của mị ma tộc một khi bộc phá không một ai có thể chống lại ngay lập tức miêu miêu cũng bị ảnh hưởng, quỳ dạp xuống mặt đất lại còn chồng mông lên. ư, ừ, nhất khả không chế lại, đừng để bị điều khiển. nhưng lúc này tóc ngắn đã không kiềm chế được cơn kích thích. a, à, tôi không biết trên người rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. thấy cơ thể mịn màng của nhất khả đang bị kích động tột độ, tiểu văn liền lao đến an ủi, để tôi giúp cô. nhưng nhất khả cũng còn một ít lý trí, đừng đụng vào tôi, chỉ cần tiếp xúc với cơ thể tôi lúc này, là mọi thứ sẽ mất kiểm soát đấy. nhưng tiểu văn vẫn rất cố chấp, lao đến ghi chặt cơ thể nhất khả vào người mình. Tôi có thể khống chế, trong tích tắc đã thấy hai người biến mất khỏi căn phòng tràn đầy xuân dược kia, còn bên ngoài ba người kia đang quan sát qua camera rất ngạc nhiên, có thể ư, mẹ Tiểu Văn đứng bên cạnh, bí pháp độc môn của Bảo Tri Lâm lại chỉ kích động được một mị ma, ta không tin là không xử lý được con trai mình. Còn lúc này Tiểu Văn cùng Miêu Miêu đang đứng trước một tòa lâu đài trắng lệ, nguy to rồi, chúng ta đã bị cuốn vào trong ảo cảnh của Nhất Khả rồi. Miêu Miêu cũng lên tiếng, chúng ta nhanh đi tìm Nhất Khả thôi, ở đây dù sao cũng là ảo cảnh không nên ở lại quá lâu. Đột nhiên một luồng ánh sáng chói lóa xuất hiện từ cánh cửa của lâu đài, làm cho tóc hồng cũng phải thốt lên, ảo cảnh level 3 ư? Nhưng Tiểu Văn lại nói, không phải, nếu như là level 3 thì tôi sớm đã có thể rời khỏi đây rồi, cô ta còn mạnh hơn chúng ta nghĩ, nhưng cuối cùng cả hai cũng phải đi vào bên trong tòa lâu đài. Lúc này họ thấy Nhất Khả đang trong một bộ váy hồng, nó mỏng đến mức toàn bộ những đường cong trên cơ thể của Nhất Khả đều hiện ra rất rõ. Đột nhiên cô ta đứng dậy, quay mặt lại rồi tiến về phía Tiểu Văn. Tóc Hồng thấy vậy thì vội vàng lên tiếng, "Nhất Khả bây giờ có lẽ đã quên chúng ta, liệu cô ấy có tấn công chúng ta không?" Ở cạnh Tiểu Văn chỉ biết thốt lên, "Cô ấy đã ra tay rồi." Đột nhiên Nhất Khả liền đưa bàn tay chỉ về phía Tiểu Văn, rồi một luồng mị lực xuất hiện quanh cơ thể cô, ánh mắt trở nên đờ đẫn. Tiểu Văn cũng giả vờ bình thản tiến lên, "Tôi qua đó xem thử thế nào." Còn Nhất Khả thì đã làm rơi hai chiếc dây váy làm lộ ra làn da thịt mịn màng, đưa hai tay ra mời gọi Tiểu Văn. Khi cậu vừa đến lập tức cô ta ôm chầm lấy áp mạnh hai con thỏ phập phòng của mình vào cơ thể của Tiểu Văn, cậu vẫn bình tĩnh thì thầm vào tai tóc ngắn. Nhất khả nếu như trong lòng của cô không muốn, đừng miễn cưỡng bản thân. Nhưng tóc ngắn không kiểm soát được, đưa bờ môi ướt át của mình cuốn lấy môi của Tiểu Văn. Hai tay cậu cũng như thói quen đưa tay lên vờ lấy bình sữa. Nhìn thấy khung cảnh hai người đá lưỡi một lúc, tóc hồng cũng cảm thấy kích thích. Toang rồi, mình cũng không kiểm soát được mất, rồi bị một lực hút trong vô hình cô từ từ tiến về phía Tiểu Văn, không được để hắn chiếm tiện nghi nhìn thấy trà xanh nhất khả liền quay sang ngươi muốn phá đám chuyện tốt của ta rồi lập tức dùng tay tích tụ một khối mị lực xung quanh trưởng một phát một luồng xung kích cực mạnh lao nhanh về phía miêu miêu nguy hiểm tiểu văn thốt lên rồi đạp không lao nhanh đi một vụ nổ khủng bố do đòn tấn công của nhất khả gây ra nhưng rất may tiểu văn đã nhanh chân ôm lấy người tóc hồng né tránh được lực sát thương nếu không cơ thể của miêu miêu sẽ như bức tường này vỡ vụn toàn bộ kết cấu ánh mắt của tóc ngắn lại trở nên rất nguy hiểm dám cản trở giây phút sung sướng của ta chết đi. Tiểu Văn chỉ biết thốt lên, sức mạnh của Nhất Khả lại tăng thêm rồi. Vừa nãy tôi suýt chút nữa là có thể phá giải ảo cảnh rồi. Nếu như cô không phá đám thì mọi chuyện đã xong rồi. Làm cho Tóc Hồng ngạc nhiên, anh định bóp hai con thỏ của cô ta, chính là muốn phá giải ảo cảnh sao? Cậu liên trả lời, đúng rồi. Nhưng bây giờ cô ta đã có cảnh giác rồi, e là khó thể tiếp tục được nữa. Còn Tóc Ngắn lúc này đã cởi bỏ hết quần áo, nhưng những bộ phận nhạy cảm lại bị một đám dây gai cuốn lấy. Rồi một đám dây khác cũng lao đến bao vây Tiểu Văn và Tóc Hồng làm miêu miêu thốt lên xem ra cô ta muốn nhốt chúng ta ở đây tiểu văn ở bên cạnh cũng bình tĩnh tôi khuyên cô vẫn không nên động đậy không thì bị đám dây này cuốn lấy đấy tóc hồng sợ hãi không biết trong ảo cảnh này đọc tâm có được không tìm kiếm mấu chốt để phá giải nó tôi đã thử rồi nhưng thuật độc tâm không có tác dụng với cô ta hiện tại thế giới nội tâm của cô ấy chỉ để người mà cô ấy tin tưởng mới xâm nhập được nếu bây giờ mà cô phản kháng cô ta sẽ xem cô là kẻ địch lúc này đám dây gai đã cuốn chặt chân tay của tóc hồng lỡ như anh đoán sai thì sao? Tiểu Văn lại trêu chọc, dù sao bên ngoài có cô ở bên cạnh, tỷ lệ tử vong của tôi còn cao hơn tỷ lệ tôi đoán sai ở đây, sớm muộn gì cũng chết, tôi không có gì phải sợ cả. Khi này đám dây đã quấn chặt cơ thể của tóc hồng, trói chặt tay chân của cô, tư thế rất giống mấy cảnh bạo lực trong mấy bộ phim nổi tiếng của Nhật Bản. Rồi một lúc sau nữa thì nó đã hình thành một quả cầu, bao quanh cả hai. Đột nhiên những sợi dây gai kia lại hóa thành hàng triệu con bướm bay lên, rồi Tiểu Văn cùng Miêu Miêu như được đưa sang một ảo cảnh khác ở tầng này nó là một bãi chiến trường trông rất hoang vu khiến cho tiểu văn thắc mắc nhất khả cô rốt cuộc đã trải qua những chuyện gì vậy tóc hồng cũng nói trước đây tôi đặc biệt điều tra một vài chuyện đặc biệt của mỹ tộc trong hàng trăm năm lịch sử của họ chưa bao giờ xuất hiện nội loạn trong gia tộc tộc trưởng mãi mãi đều là bổn tông trưởng hơn nữa cho dù tộc trưởng yếu đến mức nào tất cả gia thân và người nhà đều trung thành chưa bao giờ phản bội ở bên cạnh tiểu văn đá một chiếc lon rồi nói từ thái độ mà họ đối xử với nhất khả tôi có một suy đoán vì để bảo vệ vị trí của con trưởng, họ đều có thể hy sinh những đứa con khác, nói trắng ra là phong kiến mê tín hại chết người. Đột nhiên Tiểu Văn nhìn thấy Nhất Khả đang ngồi trước mặt mình, trực tiếp nhặt lấy chiếc lon ném mạnh về phía cậu. Tiểu Văn lập tức phản xạ, rộng nhảy lên khỏi mặt đất, rồi sử dụng skill xe đạp trồng ngược, vô lê cái lon văng tút lên cao, vào nè. Lúc này Nhất Khả đã nhảy lùi về sau, chồng mông cúi người lấy đà chuẩn bị tấn công. Tiếp đến cô lại dạng chân rồi nhảy lên cao, rồi lao nhanh xuống dùng chân bổ vào đầu Tiểu Văn cậu lập tức dùng hai tay đỡ lấy, mạnh đấy, Nhất Khả lại lộ người nhảy lùi về sau một nhịp, khi vừa đáp xuống mặt đất, cô lại đạp không lao đến tung cước một lần nữa, Tiểu Văn vẫn rất kiên nhẫn, lại dùng hai tay giơ ra chống trả, lực đạp của Nhất Khả khoảng 200 Newton làm cậu lùi ra xa khoảng 200 m, tôi tưởng cô không biết thể thuật, thì ra trong tiềm thức của cô sớm đã học được cách bảo vệ mình rồi sao, động tác nhanh nhẹn như vậy, chị cô mà nhìn thấy nhất định sẽ kinh ngạc đấy, Nhất Khả lại lao đến đá thẳng vào con chim non 20 cm của Tiểu Văn cậu lập tức né sang một bên, vừa đáp xuống đất, nhìn thấy Miêu Miêu trong tầm tấn công, Nhất Khả liền phi thăng về phía tóc hồng, dị vật xâm nhập, cần loại bỏ. Tiểu Văn liền hét lớn, dừng tay, rồi cũng lao theo Nhất Khả cố gắng cứu lấy tóc hồng, nhưng lại bị tóc ngắn dùng mỹ thuật tạo ra một kết giới màu hồng, hút lấy toàn bộ cơ thể của Tiểu Văn vào bên trong. Cậu ngay lập tức bị đưa sang một ảo cảnh khác, khung cảnh của một khu rừng sinh thái. Tiểu Văn ngồi xuống thở dài, nha đầu này đúng là khiến người ta bất ngờ, lại có thể nghĩ ra cách để nhốt mình lại còn ở tầng ảo cảnh kia nhất khả lao đến tấn công tóc hồng đùng một vụ nổ khủng bố xảy ra miêu miêu bị đánh bật về sau nhất khả rõ ràng chỉ biết thuật thôi miên tại sao lại có thể sử dụng siêu năng lực khác ở không gian ảo này a à, nhớ ra rồi người năng lực hệ tinh thần có thể chế tạo ra không gian ảo rồi trong lĩnh vực của bản thân thông qua sức tưởng tượng có thể lấy được siêu năng lực không tồn tại nhớ ra điều này tóc hồng cười mỉm nếu cô có thể thì tôi cũng có thể vậy ha ha rồi cô mạnh dạn to mồm được rồi hãy đánh đi nhưng một giây sau tóc hồng đã phải ôm đầu mình nên chọn hệ hỏa lôi hệ hay là siêu năng lực khác trong lúc đang phân vân không biết chọn loại siêu năng lực nào tóc hồng đã bị nhất khả lao đến tung một đòn cô lập tức bỏ chạy này này ta vẫn chưa chuẩn bị xong mà nghỉ giải lao mấy phút đi nhưng nhất khả lúc này như một con trâu điên lao đến tấn công tóc hồng tới tấp cao phân tử tụ hợp vật tường trong lúc nguy cấp miêu miêu hét lớn ngay lập tức một quả cầu phân tử được hình thành tạo nên một lớp bảo vệ cho cô thoát chết trong gang tấc tóc hồng nhận ra mấy ông thầy đã không lừa mình, học giỏi môn hóa như tiến bịt, thì đi khắp thế giới không phải sợ bố con thằng nào. Nhưng có vẻ nhất khả lại giỏi hóa hơn, cô liên tung một hỏa trưởng về phía miêu miêu. Dưới chất xúc tác là nhiệt độ cao đã làm cho quả cầu phân tử của tóc hồng tan rã. Lập tức miêu miêu sử dụng võ cổ truyền, bày trọ lưu thuật thể, chạy ra khỏi quả cầu, nha đầu thối lại nghĩ ra cách này để đối phó. Không thể để tóc hồng chạy như vậy được, nhất khả liền sử dụng chiêu thủy thanh đại long, tạo nên một con rồng nước, bắn một quả cầu về phía của tóc hồng. Miêu Miêu cũng lập tức xoay người, đã thế thì đừng trách ta, rồi cô tung một luồng hỏa trưởng để đối phó với luồng thủy trưởng của đối phương, cứ như thế cả hai đánh nhau mười mấy chiêu, nhưng bất phân thắng bại, khói bụi tung mù mịt. Sau một lúc vờn nhau thì cả hai cũng đã thấm mệt, Miêu Miêu liền dụ dỗ, có phải cô rất muốn đánh thắng tôi không? Nhất Khả cũng lập tức trả lời, đúng thế nhất định tôi phải thắng cô. Tóc Hồng liền giở trò, được thôi, nếu chúng ta bất phân thắng bại ở siêu năng lực vậy thì hãy chơi trò khác đi. Nếu cô thắng được tôi thì tôi sẽ quyên sinh trước mặt cô, nếu ngược lại thì cô phải nghe theo lời của tôi tóc ngắn rất ngây thơ chưa biết là chơi trò gì thì đã lập tức đồng ý rồi còn tóc hồng thì lập tức cười tươi được vậy thì chúng ta chơi kéo búa bao đi lúc này cả hai đều đã được đưa vào một ảo cảnh khác nữa có lẽ là địa bàn của thần bài tóc hồng lên tiếng trước lát nữa tôi sẽ tẩy bài chúng ta rút sáu lá bài khác nhau xem như đạo cụ của bản thân chơi ba ván phân thắng thua nếu như hòa thì lại quay lại từ đầu còn về quy tắc trò chơi không cần tôi giải thích nữa đúng không Trò này bắt đầu từ bốc bài đến khi kết thúc, chúng ta sẽ dựa vào vận may mà quyết định thắng thua. Nói xong Miêu Miêu lập tức xào bài, thành thục thế này thì Đỗ Thánh cũng phải gọi bằng cụ, rồi chia đều cho cả hai, mỗi người 6 quân bài ngẫu nhiên. Lúc này bài của tóc hồng sẽ là hai kéo, ba bao và một búa, tỷ lệ cũng khá hợp lý, tỷ lệ thắng sẽ cao đây. Còn nhất khả vừa xem bài thì lập tức giấu đi, cúi mặt xuống, chúng ta bắt đầu chưa? Tóc hồng bắt đầu phân tích, tính cách nhất khả rất bảo thủ, đối với cá cược thì không có kinh nghiệm, ở trong huyễn cảnh, tính cách đặc biệt của cô ta sẽ phóng lớn suy nghĩ xong tóc hồng liền nói bắt đầu nghe khẩu lệnh của tôi rồi cô rút từ trong khe ngực ra một tấm thẻ bài tóc hồng bắt đầu đọc thần chú búa éo ao dứt lời thì hai lá bài được đặt xuống miêu miêu ra kéo nhất khả ra búa ván đầu tiên tôi thắng tóc ngắn liền nói cô sợ chưa ván sau mà thua nữa thì cô phải làm điều mình đã hứa đấy tóc hồng lại tiếp tục rút ra một lá bài đừng lắm lời tiếp tục đi thần chú lại tiếp tục vang lên búa éo ao dứt lời thì hai lá bài lập tức được đặt xuống bàn miêu miêu ra bao còn nhất khả ra búa tóc hồng liền ưỡn người sung sướng phù may quá lần này tôi thẳng cả hai hòa nhau tiếp tục thôi nào vừa rút bài từ trong ngực tóc hồng vừa quản trò kéo búa bao hai lá bài lại được đặt xuống bàn lần này cả hai đều ra kéo hết cả tóc hồng lên tiếng ván này xem như hòa chúng ta bắt đầu lại thôi nào lần này trong tay của cô chỉ còn búa kéo bao chỉ còn lại một lá mà trong tay của tôi có hai bao và một búa đấy nhìn vào những lá trên bàn thì thấy tỷ suất phần thắng của cô cao hơn nhất khả nghe vậy thì bất ngờ hình như cô có thể đoán được tôi sẽ ra cái gì ở trong huyễn cảnh của tôi có lẽ cô không dùng được thuật độc tâm sao cô có thể làm được tóc hồng vuốt tóc nhất khả bây giờ chúng ta đang cá cược cô nghĩ tôi sẽ nói cho cô biết à nghe thế thì nhất khả tức run cả người hai tay nắm chặt tóc hồng tiếp tục quản trò búa kéo bao lần này miêu miêu ra bao còn nhất khả lại ra búa thua trận này nhất khả rất tức giận tại sao cô ta biết mình sẽ ra bài gì được chứ lẽ nào mọi thứ đều đã nằm trong kế hoạch của cô ta sao còn miêu miêu thì cười tươi tôi thắng rồi đã đến lúc cô phải thực hiện lời hứa rồi tóc ngắn có vẻ không can tâm có thể nói cho tôi biết tại sao cô có thể đoán được trình tự mà tôi ra bài hay không tóc hồng bình thản chỉ nói có hai từ đoán thôi làm cho nhất khả hét lên đoán sao có thể chứ sao mỗi lần đều có thể đoán chúng được chứ cô hãy nghĩ kỹ lại đi quá trình mà chúng ta ra bài đi trong trò chơi này vận may chính là mấu chốt lớn nhất nhưng mà bất cứ một trò chơi cá cược nào cũng có liên quan đến tâm lý từ khi bắt đầu tôi đã đặt cược vào tính cách của cô rất ít người cá cược ở ván đầu tiên có tỷ suất sẽ ra búa nếu như thắng ván đầu người mới chơi có lẽ sẽ duy trì lựa chọn như ván trước chỉ cần phân biệt kỹ càng cô sẽ phát hiện khẩu lệnh mà tôi đọc bốn lần đều khác nhau khẩu lệnh đối với đối thủ cũng có ám thị tâm lý nhất định vì vậy điều quan trọng vẫn là vận may chỉ có thể nói là vận may của tôi tốt hơn của cô một chút chỉ như vậy mà thôi Bồn tiểu thư là nữ thần bài truyền thừa của tinh gia nộp nhiều học phí như vậy ở sòng bài cũng phải để cho tôi thắng một lần chứ nói xong cô ta treo luôn lên bàn tóm lại tôi thắng rồi đem hứa tiểu văn về đây sau đó đưa bọn tôi rời khỏi nơi này nhưng khuôn mặt của nhất khả lại xám ngắt tôi không làm được còn tiểu văn thì được đi du lịch sinh thái cho nên tranh thủ làm một giấc ngủ chán chê rồi cậu tỉnh lại than thở ngủ mấy giấc rồi mà lâm miêu miêu vẫn không giải quyết được à hai còn tưởng là có thể trốn việc Kết quả vẫn là bản thân phải phá giải huyễn cảnh rời khỏi đây. Đột nhiên cậu phát hiện một âm thanh trong trẻo từ chiếc chuông gió ở trên cây. Bên dưới gốc cây lại có một tiểu nhất khả dễ thương đang cố gắng lấy chuông gió xuống. Tiểu Văn tiến đến, "Cô muốn lấy chuông gió sao? Tôi giúp cô lấy xuống nhé." Rồi cậu giơ tay lấy chiếc chuông vướng ở trên cây xuống, đưa cho tiểu nhất khả. "Nè, cô bé liền đỏ mặt ngại ngùng cầm lấy rồi cảm ơn anh, bé có một mình thôi sao?" cậu hỏi. Tiểu nhất khả vui vẻ chỉ tay rồi nói, "Chị và ba mẹ đang đợi tôi ở bên kia." Theo hướng mà cô bé chỉ, Tiểu Văn nhìn thấy một gia đình nhỏ đang tiến đến. Tiểu nhất Hàm nhìn thấy em gái thì vui vẻ chạy đến, "Em gái, chúng ta về nhà thôi. Mẹ nói mua cho hai chị em cái váy mới, bà ấy đúng là thiên vị, còn mua cho em một đôi giày da nhỏ nữa." Nhất Khả liền vui vẻ, "Thế thì e cho chị cái chuông gió này nhé, như vậy là chị cũng có quà rồi." Cô bé quay lại, "Anh ơi, bọn em phải về nhà rồi, tạm biệt nhé, cảm ơn anh đã giúp em lấy chuông gió." Nói xong cô bé chạy vội theo bóng dáng chị gái của mình từ từ khuất xa tầm mắt của Tiểu Văn. Lúc này cậu nhận ra, tình yêu của ba mẹ, hai chị em thân thiết, đây là thứ sâu trong đáy lòng mà Nhất Khả mong muốn nhất. Rõ ràng là mạnh hơn chị gái, nhưng kiểm tra năng lực lại chỉ có level 3, chính là ảo cảnh này đã giam cầm cô sao. Còn ở trong một căn phòng bí ẩn ở Vương Thị, Nhất Hàm lục lọi từ trong tủ ra một tấm ảnh của hai chị em, nhìn một hồi lâu. Đột nhiên lão quản gia xuất hiện, xin lỗi đại tiểu thư, người của Âu Dương ra đến rồi, bọn họ bảo muốn gặp nhị tiểu thư. Còn ở huyễn cảnh của Nhất Khả, khi cô vừa nói không thể làm được thì ngay lập tức miêu miêu ngạc nhiên cô là chủ của không gian này chỉ cần cô chủ động kết thúc thì chúng ta có thể tỉnh lại nhưng tóc ngắn vẫn quả quyết tôi không thể kết thúc được làm cho tóc hồng tức giận gần giọng cái gì rồi đè ngã nhất khả xuống mặt đất dùng hai tay bóp véo của cô vương nhất khả lẽ nào biểu hiện trước đây của cô là giả vờ sao tôi còn tưởng cô ngây thơ lương thiện xem ra bản thân trong huyễn tượng mới là con người thật của cô cô đã lừa dối chúng tôi nhất khả chỉ biết rớt nước mắt không thể kết thúc được mà Khóc cái gì mà khóc, bây giờ người cần khóc là tôi, cô rốt cuộc là muốn cái gì. Đột nhiên có một cánh cổng không gian màu đỏ xuất hiện phía sau lưng tóc hồng. Rồi có hai bàn tay ma quái thỏ ra kéo lấy cơ thể của Miêu Miêu. Nó vồ thật nhanh vào hai con thỏ căng tròn của cô, kéo mạnh cơ thể của cô qua cánh cổng. Để lại một mình nhất khả nằm sơ xác khóc lóc mà không ngừng rên gì, không thể kết thúc được, không thể mà. Còn ở nhà của Vương Thị, tên quản gia của Âu Dương Gia đang ngồi trên ghế tức giận. Tộc trưởng đại nhân đã bắt tôi đợi 15 phút rồi đấy lão đầu bạc đứng bên cạnh liền giải thích tộc trưởng tối nay ngủ sớm không biết âu dương gia sẽ ghé thăm xin ngài đợi thêm một chút nữa dứt lời thì nhất hàm ngoe nguẩy cơ thể quyến rũ đi tới lý quản gia cơn gió nào đã thổi ông đến đây vậy lão đeo kính tỏ vẻ bực dọc tôi muốn gặp nhị tiểu thư nhất hàm ngồi lên ghế rồi đáp con bé ngủ rồi ngủ rồi cô chắc chứ tóc xám liền ngả người ông đây là có ý gì lão tóc đen liền đáp nhị tiểu thư qua mấy ngày nữa sẽ gả vào nhà của âu dương gia nhưng gần đây có mấy lời đồn nói nhị tiểu thư đang ở cùng với người của hiệp hội vương gia và âu dương gia chúng tôi trung thành với thiên cơ đại nhân nếu như nhị tiểu thư nương nhờ vào hiệp hội thế thì khó xử rồi đấy cho nên vẫn nên mời nhị tiểu thư ra đây chúng ta ở trước mặt đối chất một chút nhất hàm liền đáp đối chất ư hai từ này nói sao nghe trói tai thế rồi cô giả vờ đập ghế tức giận truyền thống của vương gia chúng tôi trước khi xuất giá vài ngày không được gặp mặt nhà chồng âu dương gia muốn phá vỡ quy tắc này thì chúng tôi chỉ đành chấm dứt hôn ước này thôi làm cho lão đầu đen đứng bật dậy cô nói cái gì tóc xám chỉ nói thêm một câu duy nhất tiễn khách lão đầu bạc nghe vậy thì lập tức tiến đến lý quản gia tôi tiễn anh đi cửa lớn lão đầu đen liền xuống nước chúng ta đều làm việc cho thiên cơ đại nhân sao phải làm ảnh hưởng đến hòa khí hai bên làm thông gia đối với hai nhà chúng ta đều có lợi không phải sao nhất hàm quay mặt đi về phòng trước tiên là xỉ nhục tộc của tôi thông đồng với kẻ địch sau đó là hủy hoại gia quy của tộc tôi tôi thấy âu dương ra các người không có thành ý muốn lấy em gái tôi hơn nữa chúng ta đều ra sức cho thiên cơ đại nhân sao phải lập bè kết phái lẽ nào âu dương gia có suy nghĩ khác nữa sao lão đầu bạc liền bơm đều không lẽ là muốn lập nhóm phản bội thiên cơ đại nhân đó chứ làm cho lão đầu đen đổ mồ hôi nách mà giải thích âu dương gia chúng tôi vô cùng trung thành với thiên cơ đại nhân nhất hàm đáp lại vậy ý của ngài là vương gia tôi có ý định xấu với thiên cơ đại nhân sao lão đeo kính liền hạ giọng tộc trưởng đại nhân cô bớt giận là tại hạ đường đột rồi nếu như nhị tiểu thư ngủ rồi thế thì tôi cáo từ trước nhất khả liền xoay người bỏ đi một mạch trở về phòng ngủ tùy ý ông thôi lý quản gia còn về chỗ của lâm miêu miêu cô lại bị hai bàn tay sờ mó hai con thỏ rồi lại bị lôi kéo vào một không gian ảo cảnh khác đột nhiên cô ta rơi xuống vào chỗ của tiểu văn đang ngồi cô lâm đã lâu không gặp làm cho tóc hồng ngạc nhiên né sang một bên ôi hứa tiểu văn anh ra ngoài rồi sao nhưng hiện thực lại là ngược lại miêu miêu đã bị đưa đến một tầng ảo cảnh khác của nhất khả rồi cả hai cùng nhìn về một cánh cổng có vẻ quen thuộc đây là nhà của vương thị chúng ta đang ở tầng nào vậy không lẽ là không gian tầng thứ ba của nhất khả tiểu văn lúc này cũng có phần nghiêm túc đúng thế có lẽ là tầng ba mà bản thân của vương nhất khả cũng không biết nghe vậy thì tóc hồng ngạc nhiên từ trước đến nay tôi vẫn chưa bao giờ nghe nói ai có thể tạo ra không gian huyễn tượng tầng ba cả tiểu văn đứng dậy đây không phải là do vương nhất khả tạo ra mà là người khác đã tạo ra cho cô ta tạm thời tôi chưa rõ là ai nhưng vì kéo cô đến đây tôi cũng đã chết đi không ít tế bào của mình nhưng mà tầng này tôi đã thăm dò một chút rồi mọi người đều rất hạnh phúc giống như tiên cảnh vậy đặc biệt là vương nhất khả cởi mở và vô cùng tự tin hoàn toàn không giống với nhất khả bình thường đột nhiên tóc hồng ôm đầu anh không cảm thấy nơi này có vấn đề gì sao tôi có cảm giác hơi bị chóng mặt nhưng thôi bỏ đi trước tiên cứ tìm cách rời khỏi đây đã cơ thể của chúng ta vẫn ở phòng khách tôi sợ là sẽ xảy ra chuyện ở bên ngoài lão đầu moi đang nhìn chằm chằm ba người đang nằm dưới sàn nhà lão thốt lên thiếu ra đừng trách tôi tôi đã nhìn cậu trưởng thành từ nhỏ cậu đã là người có chủ kiến nhưng lại không tiến bộ cơ nghiệp trăm năm của hứa ra không thể bị hủy trên người của cậu được lần này để chú vương giúp cậu một tay rồi lão úp mặt của tiểu văn vào bốn bình sữa của miêu miêu và nhất khả đã thế lại lại còn khóc lóc đợi khi cậu tỉnh lại nhất định sẽ cảm kích tôi úp mặt vào mấy cái bình sữa làm cho tiểu văn ở trong ảo cảnh cũng cảm thấy khó thở tôi có cảm giác không lành rồi rồi nói với tóc hồng lúc đó nhất khả truyền tống tôi đến không gian khác của tầng hai theo lý có lẽ không gian kia chính là đặc biệt dùng để khóa người nhưng do ý chí của nhất khả không kiên định nên các không gian cũng bị ảnh hưởng tôi nghĩ bản thân nhất khả vẫn luôn chiến đấu với thứ gì đó cô ấy muốn thoát khỏi khống chế nhưng thứ đó đối với cô ấy quá lớn mạnh tóc hồng liền nói có lẽ nào là ảo ảnh đẹp nhị tiểu thư của vương gia từ nhỏ đã sống trong sự phân biệt nội tâm của cô ấy nhất định rất đau khổ vậy tiềm thức của cô ấy có lẽ là khát vọng về cái đẹp nếu như không gian tầng thứ ba thật sự là do người khác chế tạo thế thú vị rồi còn không phải sao rõ ràng biết tất cả tốt đẹp đối với Vương Nhất Khả có ý nghĩa như thế nào, còn chế tạo ra cho cô ấy một tầng ảo ảnh như thiên đường. Miêu Miêu lại ôm đầu, dù cho đây là thiên đường, chúng ta đều phải ra ngoài, ở trong không gian ảo càng lâu, tinh thần sẽ càng bị ảnh hưởng. Còn ở gia tộc Vương Thị, Nhất Hàm đang nói chuyện với bị quản gia, chú tử, chú muốn hỏi tại sao tôi không muốn để Nhất Khả gả cho Âu Dương ra đúng không? Lão đầu bạc cúi mặt xuống đáp khẽ, vâng tiểu thư, cô đoán đúng ý tôi rồi. Chú đã nhìn Nhất Khả trưởng thành, em ấy là người như thế nào? chú cũng biết rất rõ. Vâng, nhị tiểu thư đơn thuần lương thiện, nhưng nói một cách khác chính là tính cách hướng nội và mềm yếu. Nhất hàm cũng đứng dậy, đúng thế, tôi cảm thấy không thể bảo vệ nó cả đời được. Còn vương gia của bây giờ, giống như hạt táo này, thịt đã bị người khác gặm, chỉ còn lại cái hạt mà thôi. Nhưng cũng không phải là không có hy vọng, cây đại thụ chọc trời cũng từ một hạt giống mà ra, nếu hạt này mà không bị hỏng, thì nhất định ngày nào đó nó sẽ đơm hoa kết trái. Lão quản gia cũng có vẻ hiểu được ý của Nhất Hàm, đúng vậy, chúng ta cần là sức mạnh, không phải là sự ổn định bên ngoài của gia tộc. Còn ở bên trong ảo cảnh, Tiểu Văn cùng Tóc Hồng đang ngồi trên một gốc cây me, cố gắng quan sát tìm ra lỗ hổng để thoát khỏi nơi này. Đột nhiên Lâm Miêu Miêu ôm đầu, hứa Tiểu Văn tôi chóng mặt quá, rồi từ trên cây cô ngã xuống rơi tự do với gia tốc trọng trường 9,8m trên một giây. Nhưng khi sắp chạm đất thì Tiểu Văn đã nhanh chân nhảy xuống đỡ lấy cô. Lúc này Tiểu Văn rất thắc mắc, sao lại bị ngất trong huyễn cảnh? Sau đó cậu chắp hai tay lại, A Di Đà Phật, xin hãy tha thứ cho tôi tiếp đến cậu lấy đất đắp lên người của tóc hồng tôi sẽ giấu cô đi trước để tránh bị người khác nhìn thấy 5 phút sau đã thấy tiểu văn đã đắp xong một ngôi mộ cho miêu miêu rồi lại suy nghĩ trong huyễn cảnh mô phỏng cô ta có lẽ không bị nghẹt thở đâu nhỉ nhưng vẫn để cho an toàn cậu đành sử dụng trí thông minh của mình cắm cho tóc hồng hai cái lỗ để thông gió cậu lại chắp tay vái lại xin hãy phù hộ mọi việc của ta đều thuận lợi chiều nay phù hộ để về con 26 nhé đột nhiên cậu lại nghe lấy hai thanh âm trong trẻo của hai chị em nhà họ vương đang đủ giỡn Em hãy học may đồ trước đi, ung cô em gái ngây thơ đáp lại. Tiểu Văn cũng bước lại gần, xem ra người tạo ra không gian này cho nhất khả là ba mẹ của cô ấy, đúng là độc ác thật. Tiểu Nhất Khả vừa đan khăn vừa nói: "Chị ơi, em còn học được cách làm đồ ngọt nữa đấy. Đúng đấy, em phải đảm đang như thế thì sau này mới gả cho người khác được chứ. Gia tộc này chỉ cần có chị là đủ rồi, chị sẽ luôn yêu thương bảo vệ em. Em không cần phải học những thuật thôi miên đáng ghét kia, em chỉ cần trưởng thành trong vui vẻ là được rồi, chỉ cần nghe lời của ba mẹ và chị là được." làm cho tiểu văn tức giận trong tiềm thức cứ bơm mấy suy nghĩ như vậy trả trách nhất khả lại có tính cách rụt rè lúc này tiểu tóc xoăn đã nhìn thấy tiểu văn anh trai anh là khách được ba mẹ của tôi mời đến sao còn nhất hàm thì vui vẻ giới thiệu chị anh ấy là người giúp em lấy chuông gió đó cậu tiến lại chỗ của tóc ngắn hai người đang chơi cái gì vậy đôi mắt bé gái long lanh em đang may túi cho chị anh thấy cái này có đẹp không tiểu văn lại ngồi xổm xuống vậy nhất khả không làm gì cho mình sao bé gái chỉ biết nhìn vào chiếc túi nhất khả không cần làm gì cho bản thân mình cả chỉ cần may túi cho chị là được rồi cậu lại lia đôi mắt về phía nhất hàm cô cũng nghĩ như vậy sao thật ra cô không kỳ vọng nhất khả ở lại đây đúng không còn ở gia tộc vương thị nhất hàm đang tức giận giỏi cho âu dương ra giỏi cho một người làm việc với thiên cơ đại nhân lão đầu bạc đứng trước mặt đại tiểu thư chúng ta thật sự để nhị tiểu thư gả vào âu dương ra sao nhất hàm tức giận đập nát cái cốc đang cầm trên tay gả cái đờ mờ từ trước đến nay tôi chưa bao giờ muốn gả cho tên phế vật của âu dương ra kia tôi biết ngay mà bình thường cô ngụy trang quá tốt tôi còn tưởng cô thật sự vì lợi ích của gia tộc mà hy sinh nhị tiểu thư nữa áo hồng ôm đầu nha đầu này từ nhỏ đã rụt rè xem lời của ba mẹ nói giống như thánh chỉ tôi không thể bảo vệ con bé cả đời được vốn dĩ dùng chuyện này để kích thích nó một chút nhưng điều tôi không ngờ là nha đầu này lại giỏi chịu đựng như vậy nhưng mà bây giờ thêm một biến số hứa tiểu văn lúc này tôi không vội để gả nhất khả đi lão đầu bạc liền nói nếu như không gả nhị tiểu thư vậy bên thiên cơ đại nhân chúng ta phải ăn nói thế nào đây điều này cũng khiến cho nhất hàm khó xử ôm đầu hét lên á à, đau cái đầu quá hai phiên chết đi được đều là cục diện hỗn loạn mà ông già hèn nhát của tôi để lại rồi cô quay lại hỏi lão đầu bạc bây giờ vương nhất khả đang ở đâu nhị tiểu thư bây giờ đang làm trợ lý cho trưởng khoa lâm có lẽ vẫn đang ở cùng với hứa tiểu văn tóc săn đập bàn đứng dậy thế thì đi đến nhà của hứa tiểu văn với tôi một chuyến chỉ một lúc sau thì cả hai đã đứng ở căn nhà của tiểu văn mà há hốc mồm có lẽ bị tháo rỡ rồi khu vực này quá cũ có lẽ là bị nhà nước cưỡng chế tháo rỡ rồi nhất hàm liền hóa thành ác quỷ nhanh chóng tìm ra nhất khả cho tôi dạ vâng để tôi hỏi người quen xem thử người ở đây chuyển đi đâu rồi còn trong ảo cảnh tiểu văn nói với bé khả em phải tìm lại bản thân mình em gái lại ngây thơ đáp không phải em đang ở đây sao đôi mắt cậu lại nhìn về phía tóc xoăn cho dù em gái của cô đau khổ tự ti cô cũng không sao ư bé hàm đáp lại tôi chỉ là một mảnh vỡ được lưu lại ở trong lòng của em ấy mà thôi anh là người bất ngờ duy nhất xông vào thế giới này tôi nghĩ người có thể giúp nó ngoại trừ bản thân nó ra chỉ có mình anh rồi lao đến ôm cổ tiểu văn thứ bây giờ nó cần đó chính là tình yêu thương thật sự khuôn mặt cậu thất thần tôi phải yêu cô ta sao ở đây cô ta chỉ là một đứa trẻ tôi đi tù mọt gông thì sao hình ảnh của nhất hàm từ từ tan biến sống nhiều kiếp như vậy rồi đến cả vấn đề này anh cũng không hiểu rõ thế thì anh sống vô ích quá rồi đấy làm cho đầu óc tiểu văn bấn loạn. Sao cô ta lại biết, không lẽ nhất khả biết mọi chuyện mà mình che giấu sao? Khi ảo ảnh của chị gái biến mất, đột nhiên nhất khả lao đến ôm lấy tiểu văn. Em chỉ muốn được yêu mà thôi, rồi từ từ cơ thể cô trở nên phồng phao như bản thể ở bên ngoài. Tiểu văn liền dùng tay ấn mạnh vào ấn đường của nhất khả, từng hình ảnh về tuổi thơ chẳng được ai yêu thương hiện ra trong đầu cô. Nhất khả, cô thật sự muốn yêu thương những người ngó lơ cô sao? Nhận ra sự yêu thương trong ảo cảnh này chỉ là giả dối, tóc ngắn đau khổ hét lên, tôi không cần ngay lập tức tầng ảo cảnh này của nhất khả lập tức vỡ vụn tiểu văn lập tức tỉnh lại ôm đầu chóng mặt có lẽ do úp mặt vào bốn bình sữa nên bị thiếu oxy cậu vội vàng đứng dậy hệ huyễn thuật quả nhiên phiền phức nhiều chuyện thật rồi quay sang ba mẹ làm cái trò gì vậy ai lại bỏ thuốc con trai mình như vậy hai ông bà bô chỉ biết cười trừ con không sao chứ ba mẹ không ngờ lại đem về một cô nương là mị ma về nhà tiểu văn liền lao đến khoác vai ông già ba dựa vào con để duy trì nói giống cho hứa ra thì không được đâu con thấy ba tinh lực cũng dồi dào chi bằng ba cố gắng chút nữa đi bà bô đứng ở bên cạnh nghe thế thì khoái đúng thế con nói cũng có lý đấy rồi nhất khả cũng từ từ tỉnh lại ôm đầu tôi bị sao vậy thấy ảo cảnh bị phá rồi nhưng miêu miêu chưa tỉnh lại cậu đành véo má cô một cái nhưng không có tác dụng hết cách cậu chỉ còn cách đưa cô ta đi vào phòng ngủ có lẽ lúc nãy mình làm hai cái lỗ nhỏ quá thiếu không khí nên cô ta mới ngất lâu như vậy thôi phần này đến đây là kết thúc cảm ơn mọi người đã theo dõi hẹn gặp lại mọi người ở phần tiếp theo nhé khi tiểu văn đưa tóc hồng vào trong phòng ngủ để làm chuyện đại sự thì bên ngoài lão quản gia nhà họ vương đang đứng trước cửa nhà của cậu cộc 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 có ai ở nhà không ạ à? lão đầu cắt moi nghe tiếng gõ cửa thì cũng thò đầu ra xin chào có việc gì không dâu trắng liền trả lời xin hỏi đây là nhà của hứa tiểu văn đúng không quản gia của hứa tiểu văn cho rằng lão dâu trắng là đến đòi nợ nên đáp lại ở đây quả thật là hứa ra nhưng mà thiếu gia nhà chúng tôi từ nhỏ đã bỏ nhà ra đi rồi bị từ chối khéo như vậy mà lão dâu trắng vẫn mỉm cười như vậy sao làm phiền cậu thông báo với ông chủ và phu nhân nhà cậu một chút vị hôn thê của anh hứa đang đợi nếu như không gặp được thì hôn sự này xem như bỏ đi vị hôn thê nghe ba từ này thì lão đầu cắt moi giật hết cả mình miệng há như cá đớp mồi trong đầu lão lại suy diễn ra một tình huống khác đệt là đến đòi nợ tình hai cô gái trong nhà tâm hồn đã tốt nhưng thiếu gia lại là muốn chơi bời thêm chút nữa mà rồi từ trên chiếc xe audi một cô gái mặc bộ sườn xám bước xuống chú tử có chuyện gì vậy khuôn mặt cô gái thì chính là nhất khả, còn body chắc là mới đi độ lại cặp loa. Dâu trắng liền quay lại, đại tiểu thư, chúng tôi vẫn còn đang nói chuyện. Lão đầu moi nhìn thấy vẻ đẹp của vị thiếu nữ kia thì liền gãi đầu, cô thật sự là vị hôn thê của thiếu gia chúng tôi sao? Nhất khả đi lại gần chỗ của dâu trắng, nhà của tiểu văn bị tháo rỡ rồi, tôi lo lắng anh ấy xảy ra chuyện nên mới tìm đến đây, nếu như anh ấy không về nhà, thế thì tôi về trước. Cận cảnh nhìn thấy gái đẹp lão quản gia cười híp cả mắt rồi quay xe, ây dô, lúc này có lẽ thiếu gia vẫn chưa ngủ, tôi sẽ đưa cô vào trong trước nói rồi thì lão dẫn dâu trắng cùng nhất hàm đi vào đợi ở phòng khách của gia đình một lúc sau thì tiểu văn bị gọi đến phòng khách ây ra tôi ở đâu ra lại có một vị hôn thê chứ vừa ra thì đã thấy mẹ của cậu cầm chặt tay của nhất hàm con dâu tốt nếu tiểu văn nó dám ăn hiếp con thì cứ đến tìm mẹ nhé khi vừa nhìn thấy tiểu văn đi ra thì nhất hàm quay lại giả vờ thùy mị tiểu văn anh đây rồi em lo cho anh quá còn cậu thì khuôn mặt cứng đờ ra sao cô lại đến đây rồi nghe thế thì mẹ của tiểu văn hét ra lửa dùng ngữ khí gì vậy hả hàm hàm người ta là lo lắng cho con nên mới đặc biệt đến tìm con ấy. Còn ông bố của cậu thì đi đến sau lưng, con trai à, con đúng là xuất chúng, tình tay bốn luôn à, con trai đúng là khiến ba có cái nhìn khác xưa đấy. Rồi ông giả vờ ôm đầu, con đã làm được chuyện mà ta mong ước bấy lâu, đúng là có tiền đồ, dứt lời thì đã thấy mẹ của cậu cầm con dao chọc tiết lợn ở sau lưng. Còn ở chỗ của tiểu văn thì cậu lại hỏi, nhất hàm, cô còn muốn đem nhất khả đi về nữa sao? Nhưng tóc xoăn lại ngã vào vai tiểu văn, tôi chỉ là muốn thăm anh và nhất khả thôi mà, anh đừng có hung dữ như vậy được không nghe mấy lời này làm cho tiểu văn có cảm giác lạ lẫm cô rốt cuộc là đang dở trò gì vậy cho dù cô có muốn làm cái gì tôi cũng không để cô đưa nhất khả đi bà mẹ của hứa tiểu văn nghe lén nãy giờ thì ghé tai nói nhỏ với chồng hình như tôi hiểu rồi tiểu văn lừa em gái của nhất hàm làm cho ông bố tức giận quen một lúc cả hai chị em ư đột nhiên cậu nắm lấy tay nhất hàm chạy đi cô đi theo tôi ra đến hậu viện thì tiểu văn ngừng lại tại sao cô lại giả vờ làm vị hôn thê của tôi rốt cuộc là có âm mưu gì nhất hàm thì che miệng cười ha ha làm cho tiểu văn phải hỏi lại cô cười cái gì thế sao lại nghiêm túc như vậy tôi không giả vờ chút thì anh chịu xuất hiện sao tiểu văn nghe vậy thì đút tay vào túi quần thế có gì muốn nói thì nói đi nhà của tôi không hoan nghênh cô đột nhiên nhất hàm quỳ xuống tay bắt ấn đưa ra trước ngực đây là lễ tiết cao nhất của vương gia chúng tôi xin anh hãy che chở cho chúng tôi nghe mấy lời này làm cho tiểu văn giật mình muốn bỏ chạy luôn là sao tóc săn cúi mặt nói tiếp tôi muốn thoát khỏi thần hy chi tử nhưng tôi không thể bảo vệ gia tộc và nhất khả. Từ lúc gặp anh tiềm thức của tôi đã cảm nhận được, anh là người rất mạnh, đến mức có thể bảo vệ chúng tôi. Cô không muốn để nhất khả gia nhập vào Âu Dương gia, từ khi bắt đầu không phải từ chối là được sao, nói cho cùng là do cô tự cho mình là đúng. Nhất hàm liền giải thích, nếu như tôi có thể từ chối thì tốt quá rồi, nhị ma của Vương Thị mặc dù năng lực mê hoạch mạnh, nhưng lại không có năng lực tự bảo vệ. Một khi đi vào trong huyễn cảnh, thì không thể khống chế nhục thể của bản thân, thần hy chi tử đảm bảo an toàn cho chúng tôi, nhưng đáng tiếc chúng tôi cũng phải chịu khống chế của họ. Tôi sớm đã muốn thoát khỏi thần hy chi tử rồi, vốn dĩ MUONN nhân cơ hội này để nhất khả trải qua khó khăn để lột xác, nhưng Vương thị bây giờ đã không còn thời gian nữa rồi. Trước khi anh chưa xuất hiện tôi chỉ có thể kéo dài thời gian, cho đến khi gặp được anh, tôi biết cơ hội của chúng tôi đã đến rồi, nhưng Tiểu Văn chỉ thốt lên có ba từ, tôi từ chối, nhất hàm liền cầu xin, tôi sẽ làm hài lòng bất cứ điều kiện nào của anh. Cậu thi chống cằm, tiền quyền, ba mẹ tôi đều có, tôi chỉ muốn sống bình thường yên ổn, giúp cô nghĩa là rủi ro sẽ tăng cao, không được. Nghe vậy thì nhất hàm phòng má giả vờ dễ thương, hư giúp tôi đi mà. Nhưng Tiểu Văn vẫn rất tỉnh táo, hư cái gì, tôi không bị lừa đâu. Nhất hàm tiếp tục giả chân lau nước mắt, người ta từ nhỏ đến lớn chưa quỳ trước con trai bao giờ. Tôi đã cúi đầu hành lễ với anh rồi, anh quá đáng lắm luôn. Tiểu Văn đút tay vào quần, dụ dỗ tôi à, bớt đi, trước đây cô đáng ghét như thế nào, trong lòng cô không biết sao. Hai chúng ta cũng không phải bạn bè gì, nhiều nhất cũng chỉ xem là người lạ quen biết nhau. Cô hành lễ với tôi, tôi sẽ đồng ý sao ai quy định thế đột nhiên từ sau cánh cửa nhất khả bước ra chị em nghe thấy hết rồi hết lời thì cô chạy đến ôm trầm lấy chị của mình tại sao chị không nói với em bản thân chị đã chịu đựng nhiều như vậy rồi còn để em hiểu lầm chị là đồ ngốc sao tiểu văn đứng bên cạnh liền vỗ tay hoan hô hiểu lầm của hai chị em đã được hóa giải đều vui vẻ rồi không còn chuyện của tôi nữa tôi đi ngủ đây lúc này tóc ngắn quay sang anh tiểu văn rồi cô đưa ánh mắt long lanh nhìn cậu còn cậu thì đứng khoanh tay làm nũng không có tác dụng với tôi đâu đột nhiên một quả cầu lửa từ trên trời lao thẳng xuống trong tích tắc nó đã gần chạm đến chỗ của ba người nhưng tiểu văn đã kịp thi triển kết giới chặn quả cầu lại đôi mắt của tiểu văn sắc lẹ đây là công kích kỳ lạ từ trên trời giáng xuống nhất khả lo lắng chạy đến anh tiểu văn tay của anh không sao chứ không sao tiểu văn đáp lại rồi nhìn về phía mặt trăng công kích đến từ hướng đó ư còn trên bầu trời xuất hiện một chiếc phi thuyền rất lớn ở bên trên thì tên quái vật nhiều sừng vẫn đang ăn tô mì tôm từ tập trước tìm thấy người rồi hắn cười lớn rồi hắn đưa ly mì cho một cô bé, cầm giúp ta nhé, rất nhanh ta sẽ quay lại thôi. Lão đại, mì nở thì phải làm sao, cô bé hỏi lại, nhưng tên đầu sừng rất tự tin, không đâu, ta mạnh lắm, nhiều nhất là 2 phút, rồi từ trên phi thuyền hắn hứng khởi nhảy xuống, ha ha thú vị đây, hắn đáp xuống hậu viện của tiểu văn, làm hỏng cả một mảng sân nhà của cậu, đứng trước mặt tiểu văn hắn nói, sau vụ nổ hôm đó, ta thấy ngươi vẫn còn sống, nên ta nghĩ nhất định ngươi là một đối thủ rất mạnh. Còn Tiểu Văn chưa hiểu chuyện gì xảy ra nên nghĩ, hình như tên này bị ngáo đá rồi tên đầu sừng lại nói tiếp ta tìm mãi nhưng hôm nay mới vô tình gặp được người đột nhiên mẹ của tiểu văn từ đâu lao ra ây ra vườn hoa của ta đền mạng đi quái vật hai sừng liền phóng một luồng hỏa lực về phía mẹ của cậu tiểu văn liền dịch chuyển đứng trước mặt của bố mẹ mình trực tiếp dùng một tay chặn lại đòn tấn công của địch do bị bàn tay của tiểu văn tác động hướng đi của luồng hỏa lực từ tên người ngoài hành tinh đã bị trệch lên trời gây ra một vụ nổ như là bom nguyên tử nhìn thấy cảnh này ba mẹ tiểu văn rất là ngạc nhiên con trai con có sao không tiểu văn thì vẫn cảnh giác nhìn về phía tên đầu sừng sau này sẽ giải thích với ba mẹ trước tiên hãy tìm một nơi an toàn trốn trước đi còn về phần tên người ngoài hành tinh hắn dùng năng lực của mình biến cả sân nhà của tiểu văn thành dung nham ta đã nóng lòng thử xem ngươi có phải là nam nhân mạnh nhất trên thế giới này không tiểu văn giả vờ không hiểu quay trái quay phải đâu đâu ai là người mạnh nhất đâu làm cho tên đầu sừng tức giận đừng có ngó đông ngó tây nữa ta đang hỏi ngươi đấy tiểu văn giả vờ chỉ tay vào mình ngươi nói ta ư cái gì là mạnh nhất lời này không được nói lung tung đâu sẽ chết người đấy mấy lời này lại làm cho tên đầu sừng nhớ lại ký ức lúc xưa của hắn con muốn làm người mạnh nhất vũ trụ này nhưng hai người ngoài hành tinh bí ẩn lại nói rất giống tiểu văn mấy lời như mạnh nhất không được nói lung tung đâu sẽ chết người đấy tên đầu sừng lập tức giận dỗi gằn giọng ngươi rốt cuộc là ai làm cho tiểu văn ôm đầu ngươi tìm đến ta lại không biết ta là ai thế thì ngươi tìm ta làm cái gì người ngoài hành tinh hét lên tại sao ngươi lại nói ra những lời giống như hai người anh của ta đã nói vậy tiểu văn liền xua hai tay có lẽ chỉ là trùng hợp mà thôi. Thôi không nhiều lời nữa, bây giờ chúng ta phải tính toán nợ nần cho rõ ràng. Tên hai sừng khoanh tay cười ha hả, khẩu khí người lớn lắm, xem ra là người vô cùng tự tin, thế thì chúng ta sẽ tính nợ cho rõ ràng. Trong đầu tên này đang nghĩ, sẽ bắt sống tiểu văn, đánh cho hắn tàn tật rồi đem về trong phi thuyền thẩm vấn một lần, nói không chừng sẽ có thể tìm ra tin tức của anh cả và anh hai rồi. Đột nhiên tiểu văn đọc ra một con số, 245.168 làm tên đầu sừng không hiểu nên hỏi, là có ý gì? Người phá hoại nhà của ta, chủ nhà nhất định sẽ không trả lại tiền thuê cho ta, cộng thêm tiền điện nước mà ta nộp. Vật Và dụng vào một vài khoản nhỏ khác, tổng cộng là 245.168 tệ, bây giờ ngươi muốn chuyển khoản hay là tiền mặt đây? Nghe đến tiền tên đầu sừng ôm đầu, ngươi lấy ta ra làm niềm vui sao? Tiểu văn liền nheo mắt, ta tìm niềm vui cái mụ nội nhà ngươi, ta tiết kiệm cố gắng sắm sửa, lại bị ngươi phá hoại hết. Đầu sừng liền khua tay, ngươi nói nhiều quá rồi đó, ta nhất định sẽ để ngươi thua khó coi. Tiểu văn liền giả vờ ngu ngơ, ngươi muốn đánh sao? Muốn đánh nhau cũng được, nhưng phải trả lời câu hỏi của ta trước. Ha ha, ngươi muốn kéo dài thời gian sao? Ta nói cho ngươi biết, ở trước mặt của ta thực lực tuyệt đối, ngươi có dùng thủ đoạn gì thì cũng vô ích thôi. Giờ bổn đại gia sẽ cho ngươi nói thêm vài lời chăn chối. Khuôn mặt Tiểu Văn tối sầm lại tỏ vẻ nghiêm túc, ngươi có thân phận gì, có đứng nhất gì không? Đầu xưng liền gáy cực mạnh, bổn đại gia ngủ không đổi tên, ngồi không đổi họ, ta tên là Hắc Tam, đến nơi nào là mạnh nhất nơi đó. Nghe câu trả lời này Tiểu Văn muốn trầm cảm luôn, ông trời ơi, sao ông lại đối xử với ta như thế? Bây giờ chỉ cách sinh nhật 25 tuổi của ta vài ngày nữa mà thôi, ông trời muốn ép ta vào chỗ chết như vậy sao? Hết cách cậu đành quay sang tên đầu sừng, không không đại hiệp tha mạng, ta không đánh thắng ngươi được đâu. Ngươi chính là đệ nhất vũ trụ, không cần đánh nữa đâu. Nghe đến mấy từ đệ nhất vũ trụ, một chút ký ức của tên đầu sừng quay lại lúc hắn còn nhỏ, ở tinh vân M79, là cô hương của Hắc Tam, hắn vừa chạy vừa gọi, cha, cha, rồi lao đến ôm trầm lấy một người đàn ông, cha, hai anh trai không thấy đâu nữa. Hắc Tam khóc lóc, ở trước mắt của con, Đột nhiên nổ một tiếng rồi biến mất luôn. Hai anh trai của Hắc Tam là Cường Giả Hắc Nhất và Hắc Nhị, họ là những chiến sĩ thiên tài khó phân cao thấp, từ khi sinh ra đã có thiên phú, không cần cố gắng quá nhiều cũng dễ dàng trở thành đệ nhất. Cha của Hắc Tam liền ra lệnh cho toàn bộ người của mình, tìm cho ta, bằng mọi cách phải đem đại thiếu gia và nhị thiếu gia về cho ta, sống phải thấy người chết phải thấy xác. Nhưng 10 năm qua đi, Hắc Tam đã trưởng thành, nhưng vẫn không có một chút manh mối gì cả, nhưng cậu vẫn luôn không bỏ cuộc tìm kiếm hai người thân của mình, bởi vì hai anh của mình đã trở thành người mạnh nhất nên cậu cũng quyết định trở thành người như thế vì vậy mà hắc tam liên tục đi khiêu chiến với các hành tinh khác trong vũ trụ cậu nghĩ rằng đây là cách duy nhất để mình tìm được anh trai trở về cảnh vật tại căn biệt phủ của cha mẹ tiểu văn đầu sừng la lên tên nhất gan như vậy mà dám xưng là người mạnh nhất ư rồi dùng tốc độ của âm thanh lao đến đấm tiểu văn một phát nhưng cậu đã ngả người về sau né tránh tiểu văn nói lớn ta căn bản là không nói như thế là ngươi luôn cho là như vậy không để tiểu văn nói hết câu quái vật hai sừng đã quay lại tiếp tục tấn công cậu nhất kích mạnh nhất của hắn lại bị tiểu văn dùng một tay chặn lại không gian như bị vỡ ra điều này khiến cho hắc tam cảm thấy trong người của tiểu văn lại có một chút bóng dáng của hai người anh trai trong vô thức hắn liền hỏi ngươi rốt cuộc là ai tiểu văn thong thả thu tay lại câu hỏi này ngươi đã hỏi nhiều lần rồi ngươi rốt cuộc là muốn đáp án thế nào đây ngươi có quen hắc nhất và hắc nhị không một câu hỏi nữa được tên hai sừng đưa ra khuôn mặt tiểu văn thể hiện ra một dấu hỏi lớn bọn họ là ai thế nghe vậy tên hai sừng hét lớn lão tử tên hắc tam Hắc nhất và hắc nhị mới nghe cũng biết là anh cả và anh hai của ta rồi. Tiểu văn thì dùng tay khều cướt mũi, sao nhà của mấy người đặt tên tùy tiện thế, nhưng mà xin lỗi ta không có quen hai tên đó. Nhưng hắc tam vẫn cố chấp, ta không tin, ngươi là người duy nhất có thể đỡ được một kích mạnh nhất của ta, lại làm ra nhiều hành vi trùng hợp như vậy, lại nói rằng không quen, ngươi nghĩ ta bị ngốc sao. Tiểu văn gãi gãi đầu làm rớt mấy con trí, ta thật sự không có ý khai chiến với ngươi, nếu ngươi không trả được tiền thì thôi vậy. Nhưng bản chất trong đầu cậu lại nghĩ khác, dựa vào những gì hắn nói, thì hắn đã thắng được tất cả cường giả nếu mình đánh bại hắn sẽ trở thành đệ nhất thì lại phải đi gặp các cụ rồi nhưng tên này rõ ràng là bộ dạng không muốn bỏ qua trong đầu mọc ra cơ bắp sao a à, phiền quá đi trong lúc tiểu văn suy nghĩ thì hắc tam cũng suy nghĩ hắn có thể dễ dàng chặn được đòn công kích của mình khí trường lại không hỗn loạn chút nào mình chưa gặp được nhân vật nào như vậy rồi hắn cười lên sung sướng đến run cả người đã lâu rồi vẫn chưa thấy hưng phấn như vậy đối diện với hắn giống như đối diện với anh cả và anh hai đây chính là sức hút của cường giả sao nói xong hắn gồng mình cười lớn ha 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 chính là cảm giác này rồi hắn chỉ tay vào mặt của tiểu văn ngươi là người mạnh nhất ở địa cầu ta sẽ đánh bại ngươi sau đó để ngươi ngoan ngoãn nói ra tung tích của hai anh trai ta làm cho tiểu văn phải thốt lên đừng thêm từ nhất vào được không ta rất ghét từ đó thêm nữa thật sự là ta không quen người anh nào của ngươi cả tiểu văn nói xong thì đã thấy tên hai sừng đang ở trên đầu mình đạp xuống cậu lập tức rậm nhảy sang khu vực khác một vụ nổ khủng bố xảy ra do quả đạp của hai sừng Tiểu Văn Chỉ vừa đáp xuống mặt đất thì Hắc Tam lại hung hãn lao đến, một cú đấm cực mạnh được hắn tung ra, để lại một vệt lửa sau cú đấm, Tiểu Văn cũng lập tức né người, hàn khí xung quanh được tạo ra, rồi hai sừng lại tiếp tục tung ra liên tục năm sáu cú đấm nữa, nhưng đều bị chặn lại. Tấn công vật lý không hiệu quả, hai sừng lại dùng pháp lực, đại liệt diêm chi nộ, một quả cầu lửa trong tay hắn xuất hiện rồi bùng nổ, ném mạnh quả cầu về phía Tiểu Văn, cậu liền dùng một chân làm trụ, một chân giơ lên, trực tiếp đá thẳng vào quả cầu lửa đang lao đến. Hai đòn đánh chạm vào nhau gây ra một vụ nổ khủng bố, như muốn làm bay luôn cả cái khu nhà của Tiểu Văn. Hai chị em, Nhất Hàm và Nhất Khả đứng ở bên cạnh cổ vũ cho Tiểu Văn liền thốt lên: "Anh ấy mạnh thật." Hắc Tam tưởng rằng đã đánh bại được Tiểu Văn nên cảm thán, gặp bóng thì đá, động não chút đi, sao có thể dùng chân để đỡ đòn tấn công của ta như vậy? Còn từ trong làn khói bụi vừa gây ra, Tiểu Văn vẫn đứng vững như một cây đại thụ: "Ta nói không đánh nữa, ngươi không hiểu tiếng người đúng không?" Còn bên trong phòng ngủ của Tiểu Văn, nghe âm thanh của một vụ nổ ồn ào, lâm miêu miêu liền thức dậy bên ngoài đang sửa đường sao mấy giờ rồi cô toang mở cánh cửa đi ra ngoài thì khuôn mặt lộ ra vẻ khó hiểu hai mắt mở to nhìn thấy khung cảnh đang đánh nhau giữa hắc tam và tiểu văn nhất khả nhìn thấy tóc hồng tỉnh lại thì lập tức chạy đến chị miêu miêu tình hình rất khẩn cấp không kịp giải thích đâu tóm lại khuôn mặt của tóc hồng trở nên ngạc nhiên hứa tiểu văn đánh không lại ư nhất khả lại tiếp tục tôi cảm thấy vấn đề không lớn nhưng chúng ta vẫn nên tìm một nơi để trốn trước đột nhiên tóc hồng nhìn thấy tóc xoăn vương nhất hàm sao cô lại ở đây? Tóc xoăn cũng chào hỏi lại, trưởng khoa lâm, cô cũng ở đây sao? Đã lâu không gặp, thần hy chi tử không trả lương cho cô sao? Cả ngày cứ đến tiếp xúc với người của hiệp hội, không sợ bị nghi ngờ là phản đồ à? Nhất hàm cũng liền đáp, cô không sợ hiệp hội biết cô lợi dụng tiểu văn để kiếm tiền, tôi có gì phải sợ chứ? Nói rồi cả hai lao vào, làm như sắp đánh nhau luôn rồi, khiến cho nhất khả ở giữa phải can ngăn, hai chị bây giờ không phải lúc để cãi nhau đâu. Nhưng tóc hồng vẫn rất căng thẳng, cô nói bậy, vương nhất hàm nếu như cô đã tự chui đầu vào lưới, tôi nhất định sẽ bắt cô về quy án. Tóc xoăn cũng đâu dễ bắt nạt, chúng ta đều là người năng lực hệ tinh thần level 5, cô muốn đối phó với tôi thế nào đây? Trưởng khoa Lâm, tôi có nghe nói cô và thần Hy chi tử có mâu thuẫn, nhiều năm cô làm việc mà vẫn lỗ mãng như vậy, bản tính của đồng đội ngu đúng là khó thay đổi. Trong lòng của cô nhất định rất hận thần Hy chi tử, nếu như có thành viên bên trong phối hợp, không phải đối với cô sẽ có lợi hơn sao? Tóc hồng có vẻ khó hiểu, bên ngoài phối hợp là có ý gì? Cô rất muốn bắt được bạo thực thần đúng không? Nói thật, tôi cũng rất ghét cái tên mập đó chi bằng cô hãy bình tĩnh suy nghĩ liên thủ với tôi đi tóc hồng liền nghi hoặc cô cảm thấy tôi sẽ tin tưởng lời của cô nói sao nhất hàm nhắm mắt đáp lại tin hay không tin đều không ảnh hưởng đến kế hoạch của tôi tôi chỉ là phát lòng từ bi định giúp cô một tay mà thôi đột nhiên một vụ nổ lớn xảy ra bên cạnh làm nhất hàm sợ hãi rồi nói với tóc hồng cô hãy từ từ suy nghĩ đi chúng ta hãy rút lui trước đừng lại liên lụy đến hứa tiểu văn lúc này hắc tam và tiểu văn đã đánh nhau to những vụ nổ lớn xảy ra khi hai đòn tấn công đối đầu nhau vừa đánh tiểu văn vừa nghĩ cách làm thế nào bây giờ mình không thể đánh thắng hắn cũng không có cách nào để cho hắn dừng tay lại bớt sân si đi một chút còn hai sừng vừa đánh vừa nói ngươi chỉ biết né thôi sao đúng là một con rùa rụt cổ nhưng mỗi cú đấm đều bị tiểu văn né cả chết tiệt tại sao hắn còn có thể né được chứ nếu tiếp tục như vậy mình sẽ cạn kiệt sức lực mất thôi miêu miêu nhìn cảnh đánh nhau này mà thắc mắc tại sao hứa tiểu văn lại vẫn luôn phòng thủ rõ ràng là anh ta đã dự đoán được nhất cử nhất động của kẻ địch mà lẽ nào anh ta đang băn khoăn chiến thắng đối phương sẽ khởi động lời nguyền tử vong sao rồi cô dừng lại hai người đi trước đi tôi phải đi giúp tiểu văn một tay tiểu văn nghe được lời này thì dùng tâm mình nói với tóc hồng cô không thể chiến đấu nhanh lui xuống đi tâm ý của tóc hồng cũng trả lời tôi biết là anh đang do dự cái gì anh sợ thắng sẽ lại kích hoạt lời nguyền đúng không nếu như vậy chỉ cần người ra tay cuối cùng là tôi không phải là được rồi sao nghe được lời này tiểu văn lập tức sung sướng nựng má tóc hồng bạn tốt miêu miêu cô đúng là một thiên tài có được giải pháp rồi tiểu văn liền trở nên nghiêm túc này tiểu sinh sẽ đến tiêu diệt nơi đây lúc này hai sừng đã thấm mệt đứng lại thở dốc khí tức của tên này lại thay đổi rồi chuyện gì thế trong tích tắc đã thấy long trảo thủ của tiểu văn trước mặt của hai sừng đòn tấn công của tiểu văn mang một luồng sát lực màu xanh nhưng đã bị đối phương lách qua né được lần này thì tiểu văn thật sự nghiêm túc tôi chỉ muốn bình yên mà sống vì sao anh lại nhiều chuyện như vậy hắc tam liền nhớ lại điều gì vừa nãy rõ ràng là tên này chỉ trốn chạy nhưng khi con mẹ tóc hồng kia xuất hiện thì khí tức của hắn liền thay đổi thấy gái nên thể hiện lấy le ư còn tiểu văn dịch chuyển lại gần hai sừng anh nhìn cô ấy không có tác dụng đâu chuyên tâm chút đi tôi đánh veo mồm anh đấy ngươi ngươi đừng có mà xem thường người khác nói rồi hắc tam thu chặt nám đấm tung một cú đấm sấm sét vào người của tiểu văn nhưng lại bị cậu chặn lại làm hai sừng thốt lên ngươi đang giả heo ăn thịt hổ à đừng có mà đắc ý sớm nói rồi tay còn lại của hắn tích tụ thêm một quả cầu lôi điện tia cực tín nếm đòn này của ta đi rồi trưởng về phía tiểu văn cậu lại dùng siêu dịch chuyển ra phía sau của hai sừng anh nghĩ tôi muốn sao một kẻ nhị đại như tôi giả heo rất mệt đó rồi cầm sừng của đối phương ném mạnh hắn xuống mặt đất cả cơ thể của hắc tam bị ném vút xuống đùng một luồng khói bụi mù mịt xuất hiện khi khói bụi tan đi đã thấy hai sừng nằm sụi lơ còn tiểu văn thì gãi đầu muốn sống đến già thôi mà thật là khó khăn quá hắc tam nằm dưới đất chăn chối ta không hiểu ngươi mạnh như vậy rõ ràng có thể làm bất cứ điều gì đột nhiên tóc hồng xuất hiện trên tay có cầm theo một cục gạch hứa tiểu văn đến lượt tôi bụp một phát viên gạch đã nằm trên mặt của hắc tam đi chết đi tóc hồng hét lớn nhưng khi viên gạch vỡ ra rồi thì hai mắt của hai sừng vẫn mở to ngắm nhìn một con sò lông với hai con thỏ căng tròn của miêu miêu còn tiểu văn đứng bên cạnh thì hỏi lâm tiểu thư cái này là sự giúp đỡ của cô nói với tôi ư ừ. tóc hồng ngại ngùng đáp ai biết đầu của anh ta cứng như vậy hắn không sao vậy để tôi lấy dao cắt chim của hắn nha để hắn cảm thấy bất lực mà quyên sinh nghe vậy thì hắc tam tức giận kẻ sĩ có thể giết chứ không thể nhục dòng dõi của hắc gia không cho phép các người làm hoen ố ta phải dốc ra rút gân ăn thịt các người những lời này làm cho Tiểu Văn lại nhớ về ký ức làm đường tăng của mình. Một đám yêu nữ trắng trẻo lại ăn hiếp cậu, ngươi đoán xem chúng ta là dốc ra trước, rồi rút gân, hay trực tiếp ăn thịt đây. Tiểu Hòa Thượng đẹp trai, đoán đúng thì chúng ta sẽ thả ngươi đi. Làm vị đường tăng kia tức giận, quần của ta đều đã bị chúng ngươi cởi rồi, trinh tiết thì cũng bị bọn ngươi lấy rồi, lại còn muốn bảo thả ta đi, đám nhận thối tha, ta và các ngươi không đội trời chung. Khi hồi tưởng xong ký ức, Tiểu Văn liền cho hai sừng một cái bộp tai phọt cả cơm, này thì ăn thịt này. Tóc hồng liền chỉ tay vào hai sừng, linh hồn của hắn sắp bốc hơi tới nơi rồi anh ta hình như sắp trụ không nổi rồi còn tiểu văn thì sợ hãi đờ phắc nhớ tới chút chuyện không hay quên mất khống chế lực đạo lúc này thì chiếc phi thuyền của hắc tam lại xuất hiện ở trên bầu trời làm hai người phải ngước cổ lên mà dòm khi này miêu miêu sợ tiểu văn bị kích hoạt lời nguyền nên sợ hãi cơ thể anh có chỗ nào không khỏe không hô hấp có bình thường không nhưng tiểu văn sờ mó cơ thể một lúc thì vẫn không thấy có gì bất thường không sao cả ngược lại còn cảm thấy tinh thần rất sảng khoái dựa vào kinh nghiệm chết nhiều lần của tôi nếu như trở thành đệ nhất thì chỉ trong giây lát là cụ đi chân lạnh toát rồi nhưng bây giờ thì vẫn chưa có gì tóc hồng liền nói thế thì chỉ có một cách giải thích đó là anh ta không phải là người mạnh nhất chỉ là anh ta luôn cảm thấy mình mạnh nhất cậu thì khoanh tay lúc nãy tôi dùng đọc tâm thuật đọc trộm ký ức của hắn phân tích một chút cái việc đánh bại kẻ mạnh nhất mà anh ta nói là sai sự thật kẻ mạnh thật sự vẫn luôn ẩn nấp ở nơi nào đó đột nhiên tiểu văn ngồi xuống khuôn mặt đê tiện hi hi tôi có một ý tưởng rất chi là hay ho rồi cảnh vật lại chuyển sang một nơi ở hiệp hội hai anh em nhà họ ninh đều quan sát nhất cử nhất động nơi phi thuyền xuất hiện giống như lúc trước đột nhiên xuất hiện lại đột nhiên biến mất tạm thời không thể xác định địa điểm công kích lão hội trưởng thì thắc mắc thật kỳ lạ rốt cuộc là họ đến địa cầu làm gì tham quan à còn ở nhà tiểu văn cậu đang nắm cổ hai sừng tôi định để tên hát cái gì tam này lưu lại làm tạp dịch cho chúng ta không báo lên hiệp hội sao miêu miêu hỏi tạm thời không báo lên đợi tôi tìm hiểu một số chuyện đã đột nhiên tiểu văn phát hiện một thứ gì đó đang lao đến đó là một cô gái tai thỏ từ trên cao đang nhảy xuống, vừa đáp xuống đất cô ta đã lớn giọng đứng lại cho tôi. Tiểu văn quay mặt lại hỏi, đồng bọn của cái tên hắc cái gì tam à? Tóc vàng liền nói, thủ lĩnh nói đi một lát sẽ trở về ăn mì, kết quả đợi nửa ngày cũng không thấy, nên tôi mới tới xem xem. Không ngờ anh ta lại bị anh đánh ngất đi à? Tiểu văn thì giả vờ, không phải tôi, còn trong bụng thì đang ngạc nhiên, tại sao dùng đọc tâm thuật lại không thể đọc được gì của con thỏ này? Tai thỏ liền nói, Ây dô, anh ta hình như bị đánh đến rất thê thảm, các người tiếp theo muốn làm gì với hắn, có thể cho tôi tham gia được không? Tiểu văn cùng tóc hồng thì trao đổi bằng thần thức với nhau, tôi không nghe thấy tiếng lòng cô ta, tôi cũng vậy, không biết cô ta định làm gì. Tiểu văn quay sang, cô muốn tham gia thì theo tôi vào đây, lúc này hai chị em nhà họ Vương cũng đi đến, cô ta là kẻ địch đấy. Cậu thì cười mỉm, yên tâm, tôi nghĩ cô ta cũng không ngốc tới mức một mình đối đầu với cả đám cao thủ với chúng ta đâu, đúng không tiểu lục? Nghe tiểu văn đọc đúng tên mình tóc vàng liền lao đến ghi đầu tiểu văn vào hai con thỏ dụ dỗ. đương nhiên rồi, tôi là người theo chủ nghĩa hòa bình tôi rất thích nam nhân cương quyết như anh nhìn thấy tiểu văn bị hai con thỏ trắng mịn dụ dỗ ba cô gái ở bên cạnh tức nổ đom đóm buông anh ta ra rồi trở vào trong nhà đặt tên hắc cái gì tam lên giường xong xuôi thì nhất hàm lên tiếng trước phi thuyền xuất hiện có lẽ hiệp hội đã giám sát được nuốt anh ta và đồng bọn anh ta ở đây nguy hiểm làm nó còn gia đình tiểu văn thì ở sau lưng nhiều chuyện tiểu văn có cần ta giúp gì không bốn năm cô gái thế này một mình con cân nổi không ba mẹ với hai vị đại thúc đừng có để lộ tin ra ngoài là được còn con thỏ vàng kia thì lại quanh quẩn bên chủ nhân của mình. Tiểu Văn lúc này mới lên tiếng, "Tôi biết mục đích các người đến địa cầu, tôi cũng xác nhận Hắc Tam rất mạnh nhưng không mạnh bằng anh." Tóc vàng đáp lại, "Trước mắt thì là như vậy, nhưng tôi có thể xác nhận, anh ta so với người dị năng trên trái đất thì mạnh hơn, nên tôi không có ý định thả anh ta đi." Tóc vàng liền đứng dậy, "Sao cũng được, tôi chỉ đi theo kẻ mạnh, thậm chí thủ lĩnh như thế nào cũng không liên quan tới tôi. Cô như vậy có bị coi là phản bội không?" Tai thỏ lại nói tiếp, "Ở quê hương chúng tôi, người mạnh được tôn trọng." theo đuổi kẻ mạnh hơn thì không phải là phản bội. Hơn nữa anh đẹp trai như vậy so với tiểu tam thú vị hơn nhiều. Dứt lời thì cô ta trèo lên người tiểu văn, ép hai con thỏ của mình vào người tiểu văn, để tôi làm quản gia cho anh nhé. Tóc hồng thấy tóc vàng sắp cưỡi ngựa tới nơi liền to tiếng, cô đừng có tự nói tự nghe được không. Tiểu văn hất nhẹ tóc vàng xuống, tôi là một kẻ nghèo khổ, không cần quản gia đâu, nói xong máu mũi của cậu chảy như nước suối, cặp loa của người ngoài hành tinh đúng là đỉnh thật. Đột nhiên tóc vàng lại ghé sát vào tai của cậu, tôi biết anh có một bí mật nhỏ. Nghe xong Tiểu Văn chỉ biết thốt lên, làm sao cô biết, thỏ vàng có vẻ đắc ý, thế nào, để tôi làm quản gia, cuộc sống của anh sau này sẽ sung sướng hơn nó. Còn Tiểu Văn thì đành chấp nhận, khụ khụ, tôi tuyên bố từ nay Tiểu Lục sẽ là quản gia của tôi, làm cho ba con người kia ngạc nhiên đồng thanh, cái gì, rồi súng lại gây áp lực với Tiểu Văn, dựa vào đâu mà cô ta có thể, tôi không đồng ý, cơ thể của người ngoài hành tinh làm anh thèm thùng ư, biến thái. Còn lại đột nhiên tóc vàng có một cuộc gọi tới thiết bị mà cô đeo trên tay, tình hình mặt đất như thế nào. Hình ảnh 3D của cô thư ký tóc xanh xuất hiện rồi nói, tóc vàng liền trả lời, thủ lĩnh đã bị đánh bại rồi. Tóc xanh liền chốt một câu xanh dờn, đã hiểu, quyền sở hữu nhóm bây giờ thuộc về người chiến thắng. Rồi đột nhiên hai sừng mở mắt ra tỉnh lại, thì đã thấy một cây chổi trước mặt, cầm lấy cây chổi hắn không hiểu chuyện gì xảy ra, có ý gì đây? Thỏ vàng liền nói, tiểu tam, từ hôm nay phụ trách vệ sinh trong nhà đi, khiến cho hắc tam ngạc nhiên, tại sao tôi phải nghe lời cô? Tiểu lục liền uốn éo bờ mông thể hiện mình là cấp trên, bởi vì bây giờ tôi là quản gia của hứa tiểu văn hai sừng liền vứt cây trổi xuống đất cô là muốn phản bội tôi sao kết cục của kẻ phản bội cô nên rõ ràng mới phải nhưng tóc vàng lại chỉ tay về phía đám người của thư ký tóc xanh cho hai sừng nhìn thấy đọc cùng tôi âm thanh phải rõ ràng thái độ phải nhiệt tình chào ngài đồ ăn của ngài đã đến rồi mời ngài xuống lầu lấy giúp ạ đám người ở phía dưới lập tức hô theo chào ngài đồ ăn của ngài đã đến rồi mời ngài xuống lầu lấy giúp ạ còn bên này tóc vàng khoanh tay không chỉ tôi cả nhóm đều đã thuộc quyền sở hữu của tiểu văn rồi. tên hai sừng tức giận cắn chặt răng. tôi mới là thủ lĩnh, ai cho phép các người làm như vậy. tóc vàng liền quay lại. một con bướm xuất hiện ở vùng tam giác vàng. tiểu tam, ở tinh cầu chúng ta, người chiến thắng chính là thủ lĩnh. hơn nữa đây cũng là quy định do chính cậu đặt ra. thua rồi thì phải quỳ xuống sương thần. lúc này tiểu văn từ đâu bước ra. mới sáng sớm đã ổn chết đi được. làm cái gì vậy? một đám người bên dưới liền giơ tay lên chán. chào buổi sáng thủ lĩnh. đại đội giao đồ ăn đã sẵn sàng. tùy lúc đợi người ra lệnh làm cho tiểu văn phải thốt lên đây đây là muốn làm gì cái gì mà quân đội giao đồ ăn đừng có chọc cười tôi bướm vàng cũng tiến đến tôi đã tiến hành theo dõi toàn bộ các nền tảng giao đồ ăn bây giờ chúng ta nên đánh vào thị phần cơm hộp sau đó chúng ta sẽ bắt đầu xây dựng các nhà hàng từ đó bao tiêu từ khâu sản xuất đến giao cơm rồi sẽ thành lập doanh nghiệp hàng đầu về lĩnh vực cơm hộp rồi một lô lốc kiến thức về kinh tế thị trường được tóc vàng nói ra còn tiểu văn nghe vậy thì chẳng hiểu chuyện gì giao đồ ăn hạm đội doanh nghiệp cái gì vậy một lô câu hỏi được cậu đặt ra rồi lại ghé vào cái tai thỏ của bướm vàng cô biết rõ bí mật của tôi trở thành xí nghiệp đứng đầu là muốn đem tôi đi hỏa táng à yên tâm người đứng tên không phải cậu tôi sẽ phát lương hàng tháng cho anh đầy đủ tôi sẽ nghiêm khắc khống chế một khoản tài chính trong tay cậu đảm bảo anh chỉ giàu thứ hai thế giới thôi nói xong bướm vàng quay sang ra lệnh cho tóc xanh lá cỡ, tới giờ rồi đi làm việc thôi ngay lập tức bướm xanh ra lệnh cho đoàn quân shipper của mình hành động một đoàn tàu bay lập tức xuất phát làm cho tiểu văn dựng cả chân tóc hạm đội giao đồ ăn dùng phi thuyền để giao đồ sao đây đúng là cách mạng lớn đối với dịch vụ giao hàng còn ở hiệp hội thì ninh dực phát hiện ra một lượng lớn phi thuyền nên gấp gáp chiến tranh là không thể tránh khỏi cần thiết triệu cập toàn bộ hội viên tiến hành phản công nhưng lại nhận được cuộc gọi ngài đừng kích động chiến tranh là điều không ai muốn thấy nhưng tình huống này thuộc về bộ dân sinh cùng bộ lao động còn có bộ ngoại giao bộ công thương nữa hiệp hội không cần nhúng tay đâu ở một văn phòng công ty khác phải một lão đầu chọc đang quát tháo qua điện thoại đây là đang phá hoại công ty giao đồ ăn mà không cần phí giao hàng không cần đóng thuế còn dùng trí tuệ nhân tạo, còn có thể bay, trên đời này có còn vương pháp không đó. Còn ở chỗ của hạm đội giao hàng, đơn nổ liên tục, bạn có một đơn đặt hàng mời kiểm tra, bạn có một đơn đặt hàng mời kiểm tra. Ông chủ tiểu văn thì chỉ biết ngước nhìn mà cảm thán, sống nhiều kiếp, đây là lần đầu tiên mới thấy được cảnh tượng hoành tráng như vậy. Còn tên đầu sừng vẫn cứng đầu ngồi trên nóc nhà, hắc tam ta, cho dù đói chết ta cũng tuyệt đối không quét nhà. Còn ở một diễn biến khác tóc xoăn đang nói chuyện với tóc hồng, lâm trưởng khoa cô có muốn biết nhược điểm của bạo thực thần, Kẻ đã tiêu diệt cả tổ đội trước đây của cô không, Tóc Hồng cũng nói, cô muốn phản bội thần hy Chi Tử Ư, từ trước đến nay kết cục của kẻ phản bội không tốt đẹp đâu, một tổ chức dùng sự an nguy của gia đình để uy hiếp thuộc hạ, tôi cần thiết phải toàn tâm trung thành sao? Nhưng Tiểu Văn vẫn chưa đồng ý thu nhận cô, Tóc Hồng nói, rồi nhất Hàm vẫn bình tĩnh bóp phiếu tóc Hồng trêu chọc, bên hứa Tiểu Văn tôi tự có cách, nếu Lâm trưởng khoa có thể giúp đỡ, vậy thì tốt rồi, làm cho Tóc Hồng ngại ngùng bỏ chạy, tôi đi phòng khách xem xem Tiểu Văn đang làm cái gì, ở phòng khách Hắc Tam đang mặc một bộ trang phục của hầu nữ, sao lại để tôi mặc loại quần áo này, không thoải mái chút nào. Còn tóc Hồng nói với Tiểu Văn tin tức vừa nhận được, hiệp hội thông báo chuyện vũ trụ thương nghiệp của cậu xâm lấn địa cầu, tiếp theo cậu tính làm thế nào? Tiểu Văn khoanh tay, nên làm cái gì thì làm cái đấy, chấp nhận đưa ngành giao hàng tiến vào nền kinh tế vĩ mô. Cậu nghĩ kỹ rồi chứ, một khi thân phận cậu bị vạch trần, sẽ xảy ra nhiều chuyện vượt tầm kiểm soát đấy. Tiểu Văn ôm eo thư ký bướm vàng, không sao, Tiểu Lục có thể xử lý được. Nói rồi Tiểu Lục đứng dậy đi đến chỗ của hai rừng đầu tiên tôi muốn giới thiệu kế hoạch tương lai với mọi người. Đây là máy dò hình người mạnh nhất, giúp chúng ta giải quyết các vấn đề liên quan đến chiến đấu. Còn tôi là chuyên gia tính toán số một vũ trụ, sẽ để Tiểu Văn trải qua một cuộc sống không làm mà vẫn có ăn. Miêu Miêu ngạc nhiên, chỉ dựa vào một mình cô thôi ư? Hai sừng liền nói, Tiểu Lục không phải sinh vật tự nhiên mà là một dạng sống nhân tạo của tinh vân M66, với bộ não có khả năng của siêu máy tính, công việc quản gia này không thành vấn đề với cô ấy. Nghe thế thì Tiểu Văn cũng đứng dậy, thảo nào tôi không thể sử dụng thuật đọc tâm đối với cô ấy, thì ra cô ấy là thực thể nhân tạo khi tiểu lục âm thầm nói cô ấy biết bí mật của tôi đã làm tôi rất bất ngờ chuyện này chỉ có hai người chúng ta biết nếu như kẻ nạp chương trình cho tiểu lục cũng biết bí mật của tôi vậy thì thực lực của đối phương không thể coi thường rồi điều này làm cho tiểu văn khoái trí vậy không phải tốt rồi sao từ giờ trở đi tôi không phải sống một cách thận trọng nữa rồi cuộc sống như vậy quá tuyệt vời xem ra lời nguyền trên người tôi cuối cùng đã được phá giải còn miêu miêu thì lại phải ôm đầu lo lắng chuyện khác giờ chúng ta có liên quan đến người ngoài hành tinh chỉ sợ sẽ thành mục tiêu giám sát của hiệp hội. Bướm vàng ở bên cạnh thì tuôn ra một loạt thông tin của hiệp hội, đó là một tổ chức thành lập để quản lý các dị năng giả, một tổ chức hợp pháp chống tội phạm dị năng. Nghe đến dị năng, hầu nữ Hắc Tam khoái chí, nói như vậy hiệp hội nhất định vẫn còn cường giả. Đương nhiên, nhưng Tiểu Văn chưa từng chiến đấu với họ và thời gian chiến đấu cùng anh quá ngắn, tạm thời không thể phân tích dữ liệu chính xác. Hai sừng hỏi lại, sao anh ta không đánh nhau với họ? Với cả chuyện bí mật kia rốt cuộc là cái gì? Tiểu Văn có một lời nguyền, nếu cậu ấy làm điều gì nghiêm túc thì đều có thể dễ dàng trở thành đệ nhất nhưng khi đạt đến vị trí đó rồi thì lại bị chết không rõ nguyên nhân ừ mà quên bí mật này tạm thời sẽ không được tiết lộ ra bên ngoài để tránh thêm những nhân tố không chắc chắn ảnh hưởng đến kế hoạch của tôi hắc tam liền chống cằm thế là tiểu văn đang bị bắc ư nhắc đến bắc thì hai người anh của mình cũng là mạnh nhất rồi lại không rõ nguyên nhân mà biến mất rồi đột nhiên nhất khả từ đâu đi đến anh tiểu văn bây giờ anh có rảnh không tôi có chút chuyện nói với anh bởi vì phòng trọ chúng ta thuê đã bị san bằng vừa hay hiểu lầm với chị gái đã được giải quyết, tôi định trở về nhà. Miêu Miêu ở bên cạnh thì hỏi, cô đã quyết định rồi sao? Dù sao thì chị cô cũng là thành viên của thần Hy Chi Tử, hơn nữa chuyện hôn ước với nhà Âu Dương thì tính sao? Nhất khả cúi mặt, chị ấy nói, sẽ giúp tôi giải quyết chuyện hôn ước. Lúc này tóc hồng quay sang hỏi ý kiến tiểu văn, anh thấy thế nào? Làm cậu nhớ lại, dù sao thì Nhất Hàm cũng đã thi hành lễ nghi cao nhất của nhà họ Vương với mình, mình cũng nên đáp lễ lại một chút. Rồi cậu ngồi dậy, Hắc Tam nói cậu ta có thể đánh nhau, sẽ để cậu ấy theo cô còn ở một trang viên yên tĩnh vương nhất hàm hình như muốn hủy mối liên hôn giữa nhà họ vương và nhà âu dương có một lão đầu chọc lão tên là tả diệp thiên tầm là chủ tịch của thần hy chi tử tiểu nguyệt ta cũng muốn quay video ngắn fan của đại ca ta đạt hơn nghìn vạn rồi ta làm sao có thể thua anh ấy được đối diện với lão đầu chọc là một cô gái với hai con thỏ phồng phao cô chính là bạo nguyệt một trong bảy tông đồ bạo nộ đại nhân thiên tầm con đang bàn chuyện công việc với ngài mà lão già lại chỉ vào điện thoại đây mới là chính sự đó làm cho bạo nguyệt tức giận làm tiktoker mà là chính sự à, tuổi tác của ngài không hợp với cái này, với lại chỉ có những cô gái ngực khủng mới thích hợp làm top top thôi. Khuôn mặt lão già trở nên buồn bã, thần hy chi tử của chúng ta, chính là thiếu quảng bá, mấy năm gần đây càng ít người trẻ tuổi gia nhập, ta chỉ muốn phát triển tổ chức thôi mà. À đúng rồi, nãy con nói đến đâu rồi nhỉ? Chị Nguyệt liền nhắc lại, con nói là Vương Nhất Hàm muốn hủy liên hôn với nhà Âu Dương, điều này không được. Nhà Âu Dương chính là kho bạc nhỏ của thần Hy Chi Tử chúng ta, làm sao có thể muốn hủy là hủy. Với lại Âu Dương Thái Thái còn đồng ý tạo nick top top cho ta, còn hứa sẽ giúp ta trở thành idol. Câu này làm cho tóc vàng hét lên, cuối cùng vẫn là ngài muốn làm top top cơ à. Ây ra, chưa từng có người nói với con là tính khí của con quá nóng này sao, thế này thì làm sao mà lấy chồng được. Tóc vàng liền đớp lại, à những người nói con như vậy đều chết hết cả rồi. Nghe vậy thì lão đầu chọc mới nghiêm túc, nếu con đã lo lắng như vậy, thì mang vương nhất hàm về đây cho ta, ta muốn hỏi cô ta rốt cuộc là có ý gì. Nếu như cô ta muốn hủy hôn ước này, chỉ còn cách duy nhất là làm cho nhà họ vương biến mất còn ở hứa gia tiểu văn cười híp cả mắt chúng ta giải quyết người tạo ra vấn đề thì không phải vấn đề sẽ được giải quyết sao nhất hàm cũng e thẹn đáp việc đó có phiền anh quá không ạ thật ra anh đã giúp em rất nhiều rồi em và chị gái có thể tự nghĩ cách tiểu văn liền đáp từ nhỏ đến lớn để tồn tại anh chưa từng có bạn bè em và miêu miêu là hai người bạn tốt nhất của anh tuy lâm miêu miêu chẳng ra làm sao miệng thối lại còn hung hăng như nhất khả của chúng ta vừa ngoan vừa đáng yêu lại còn rất hiểu chuyện em gặp khó khăn đương nhiên là anh phải giúp một tay rồi lời nói vừa rồi như ngàn mũi dao đâm vào tim miêu miêu anh nói lắm thế giúp thì giúp việc gì phải chê bai tôi tiểu văn liền đá lông nheo lại còn lẻ lưỡi ra làm ra bộ dạng để chọc tức miêu miêu nhưng cô lại không để ý tiến lại chỗ nhất khả chị cũng sẽ giúp em nữa chúng ta là bạn bè em không cần phải khách sáo đột nhiên có một tiếng va chạm mạnh ba nguyên cánh cửa nhà tiểu văn gắn vào đầu của hai sừng người địa cầu các người vào phòng thế này có phải hơi lãng phí rồi không một tên từ bên ngoài bước vào tôi là ninh dịch trưởng phòng hậu cần của hiệp hội. Tiểu Văn nghe tiếng động mạnh thì tranh thủ sợ hãi chạy đến ôm nhất khả, "Hết hồn à, tuy cánh cửa này không phải do tôi mua, nhưng tốt xấu gì nó cũng họ hứa." Ninh Dịch liền nói, "Về chuyện cánh cửa thì tôi xin lỗi, tôi sẽ bồi thường sau khi tra hỏi xong và đưa thủ phạm về hiệp hội." Hắc Tam nhìn thấy nhiều người đến liền cười, "Sao nào nhiều người như vậy là muốn gặp tôi à? Xin lỗi nhưng tôi không mang bút, không thể ký tên cho các fan được." Ninh Dịch lại nói, "Đi một chuyến với chúng tôi, nếu như anh từ chối, tôi sẽ khiến anh sống không bằng chết." nghe lời này tiểu văn liền tiên đến muốn đưa người đi thì có thể nhưng trước đó phải bồi thường tiền cửa đã cánh cửa này được làm từ hoàng hoa lê nghìn năm đó còn ở hiệp hội lão hội trưởng vừa lướt điện thoại vừa hỏi anh trai ngươi sắp quay về rồi chứ thanh niên đeo kính đáp lại ra ngoài đã gần 3 tiếng rồi sợ là anh ấy đã gặp chút khó khăn dâu trắng lại hỏi tiếp nghe nói miêu miêu và cái người tên hứa tiểu văn ở cùng nhau lúc sát hạch đầu vào của hội biểu hiện của vị họ hứa này rất tốt đúng thế từ khi gặp hắn hành vi của trưởng phòng lâm ngày càng làm người ta khó hiểu Trước đó còn có tin tức, cô ấy vì nợ tiền sòng bạc ngầm mà bị côn đồ tới đòi nợ. À mà hội trưởng, thực ra hôm nay tôi tới tìm ngài là muốn nói với ngài một chuyện. Tối hôm qua sau khi hạm đội xuất hiện, các thanh tra đã tìm thấy một vài điểm nhấp nháy trên màn hình. Chúng tôi thấy những điểm phát sáng này có điều dị thường, có thể là dị năng giả cao cấp và họ đang cố ý giấu thân phận của mình. Trước mắt các điểm sáng này không có quy luật gì cả, nhưng số lượng đo lường được quá nhiều, chắc khoảng trên tầm 20 cái. Nghe vậy thì hội trưởng liền ra lệnh, phái các chuyên gia, về sau phải đặc biệt theo dõi những điểm tọa độ này lúc này thì cũng là thời điểm ninh dực quay trở về hội trưởng tôi đã đem trưởng phòng lâm và hứa tiểu văn về bọn họ đang làm trò ở phòng khách hứa tiểu văn luôn mồm đòi bồi thường tiền cánh cửa làm từ hoàng hoa lê nghìn năm nếu không sẽ ngồi im bất động ngoài ra tôi còn đưa thủ lĩnh của hạm đội shipper về hắc tam còn ở phòng khách của hiệp hội tiểu văn cùng với hai sừng đang bắt kiết già ngồi im bất động làm cho bọn người của hiệp hội bàn tán hai người ngồi trong phòng khách rốt cuộc muốn làm gì đây trông bọn họ không được thông minh cho lắm đợi lâu quá nên hắc tam quay sang chúng ta chỉ ngồi thế này thôi à tên tiểu tử ninh dịch đó kiêu ngạo như vậy trực tiếp tiễn hắn xuống suối vàng mới vừa lòng tôi tiểu văn vẫn nhắm mắt hư ừ, cứ ngồi im đi nói ít thôi giả vờ làm một cao thủ miêu miêu nhìn thấy hai tên này làm trò thì nói các anh ngồi đơ ra đấy làm gì đã nói là bồi thường thì nhất định sẽ làm mọi người đều nhìn chúng ta đấy còn tiểu tam thì không ngừng được mồm tôi không hiểu tại sao nhất định phải nghe theo tên đó dựa vào đâu mà cả ta cũng phải đến hiệp hội chỉ có kẻ mạnh mới xứng đáng với ta thời gian này để ta đi uống trà sữa với tiểu lục thú vị hơn. Cậu thì vẫn nhắm mắt giải thích, nếu cậu muốn sống ở địa cầu này, sớm muộn gì cũng phải gặp hiệp hội, anh không nghĩ lý do chúng ta ngồi đây là do anh xuất hiện lộ liễu sao. Tuy có tiểu lục làm quản gia, tôi có thể bớt lo về sinh tồn, nhưng tôi luôn có một nghi vấn. Nghi vấn gì? Đầu xưng liền nhảy vào miệng tiểu văn mà nói. Anh nói anh từng là số một vũ trụ, nhưng tôi đánh thắng anh lại không bị chết bất đắc kỳ tử. Điều đó chứng minh rằng vũ trụ này có tồn tại người mạnh hơn cả tôi. Còn ở chỗ của lão hội trưởng, lão đang họp online với mấy thành viên ở châu lục khác. Thanh niên cầm khiên này là Henry, hội trưởng hiệp hội châu Mỹ Tho. Người đàn ông kỳ bí này là Muhammad, hội trưởng hiệp hội Ả Rập. Còn nữ thần da đen là Kripera, hội trưởng hiệp hội châu Phi. Cuối cùng tên lông lá này là Đại Đại, hội trưởng hiệp hội thú rừng. Giới thiệu xong thì lão dâu trắng nói trước, hiện tại chúng tôi đã phát hiện ra một số tọa độ bí ẩn có liên quan đến sự xuất hiện của một tàu vũ trụ ngoài hành tinh. Hiện tại phía chúng tôi đang thiếu nhân sự, cho nên tôi đề nghị mỗi hiệp hội đều lập ra một tổ để nghiên cứu tọa độ dị thường này, Thông số tọa độ tôi đã gửi email cho mọi người rồi. Ta nghĩ sắp tới, thế giới sẽ phát sinh ra sự thay đổi, chúng ta cần chuẩn bị thật tốt. Được rồi, các vị công việc tìm đến cửa rồi, ta phải đi giải quyết việc tàu vũ trụ ngoài hành tinh, tạm biệt mọi người. Lúc này thì Ninh Dịch xuất hiện, hội trưởng Thiên Cơ đã mang người đến rồi. Tiểu Văn cùng Hắc Tam bước vào, phòng hội nghị này không tệ, rất thích hợp làm thành phòng làm việc của ta. Lão già chống gậy, xin chào, ta là Tả Diệp Thiên Cơ, hội trưởng hiệp hội, cậu cũng lịch sự giới thiệu, hứa Tiểu Văn một thành viên phi biên chế của hiệp hội, bên cạnh là thủ lĩnh hạm đội, Hắc Tam, lão già, nhìn ngươi có vẻ rất mạnh, khác hẳn so với mấy tên bên ngoài, ta chấp ngươi ba chiêu solo với ta không? Nhưng lão già không để ý sự vô lễ này lại cười mỉm, thủ lĩnh Hắc Tam, xin hỏi ngươi đến trái đất này để làm gì? Đầu sừng đáp lại, tìm kẻ mạnh để đánh nhau. Nghe nói kẻ mạnh là Hứa Tiểu Văn đúng không? Đúng rồi, bọn ta đánh một trận, hắn mạnh hơn cả ta, vì vậy tạm thời ta gọi hắn một tiếng đại ca. Chỉ có vậy thôi sao? Dâu trắng nhìn về đầu trắng hỏi, hết rồi, thắng làm vua, thua làm giặc, ta sẽ không làm hại đến người trái đất của các người. Xong việc với đầu sừng thì hội trưởng lại quay sang hỏi Tiểu Văn, cậu có thể đánh bại Hắc Tam, sao cậu lại chỉ là thành viên bạt tham của hiệp hội, có gì khó nói sao? Nhân tài giống như ngài, ít nhất phải tầm cỡ là thành viên của hội đồng chủ tịch. Tiểu Văn gãi đầu, cái này là bởi vì ta bình thường phải đi giao hàng, không có nhiều thời gian làm cho hiệp hội. Chợt nhìn thấy tóc hồng đang nấp sau cánh cửa để nghe lén, lão dâu trắng vẫy vẫy tay, miêu miêu sao, vào đây quay tóp tóp với ta đùa vui một chút vậy thôi dâu trắng lại quay về vấn đề chính hắc tam lần trước cậu đến trái đất đã tạo ra một vụ tấn công gây ra nhiều thương vong món nợ này phải tính sao đây khí tức của lão già lúc này đã thay đổi làm cho hắc tam cũng cảm nhận được lão già muốn đánh nhau sao nhào vô kiếm sẹo đi nào bị khiêu khích hội trưởng liền dơ cao quyền trượng trong tay thủ lĩnh hắc tam ở trái đất giết người thì phải đền mạng ngươi có hiểu không dứt lời dâu trắng rộng mạnh cây gậy trong tay xuống đất thời không lập tức bị biến đổi hắc tam nhìn thấy hội trưởng muốn động thủ với mình thì sung sướng Đến đây đi lão già, ngươi chỉ có vậy thôi ư? Ừ. Dâu trắng liền niệm một câu thần chú, Ajinomoto Carnovadan, ngay lập tức từ trên trời xuất hiện mấy viên thiên thạch lao xuống chỗ của hai sừng, gây ra một vụ nổ khủng bố, chấn động tòa nhà của hiệp hội, nhưng trong thoáng chốc đã thấy Hắc Tam từ trong đám bụi lao đến tấn công Dâu trắng. Lão già ông đang gãi ngứa ta đấy hả? À? Còn lão già thì rất bình tĩnh, giơ tay lên cao tạo một kết ấn, lập tức đầu sừng bị một luồng khí lực màu xanh cuốn lấy làm hắn khựng lại, rồi lão bóp chặt tay khiến cho Hắc Tam nằm bẹp dí dưới đất phải chịu một áp lực trọng trường khủng bố giống như tôn ngộ không bị nhốt dưới núi không cự quậy được thấy đối phương không có khả năng phản kháng lão già thu tay lại đặt lên quyền trượng của mình trọng lực có ở bất kỳ đâu trên trái đất này ngươi phải khuất phục ta thôi hắc tam thì nằm bất động dưới đất chỉ biết dùng mõm để cơm bạt lão già năng lực của ông bá đạo đấy nhưng ta không chịu thua đầu nhưng ta xin lỗi thật ra ban đầu ta không định tấn công trái đất trong liên minh của bọn ta trái đất được xếp vào danh sách hành tinh không nguy hiểm nhưng trong một lần nghiên cứu ta phát hiện một chuỗi mã kỳ quái được gửi từ trái đất. Đó là một tín hiệu cách thời điểm ta sinh ra 200 năm trước, lúc đó trái đất có một vụ nổ cực lớn. Điều này làm dâu trắng có phần quan tâm bởi vì 200 năm trước là lúc trái đất bắt đầu xuất hiện người dị năng, liên hóa giải áp lực trên người cho đầu sừng. Được giải tỏa áp lực, đầu sừng hào hứng kể tiếp, kể từ đó ta bắt đầu nghiên cứu các tín hiệu từ trái đất và phát hiện, gần đây có hai vụ chấn động như thế. Đó là 10 năm và 24 năm trước, một lần là khoảng thời gian hai anh trai của ta biến mất, lần còn lại thì trùng hợp vào ngày hứa tiểu văn sinh ra. Trong thời gian tìm kiếm hai người anh, ta chợt nghĩ rằng họ biến mất nhất định có liên quan đến hai vụ chấn động kia vì thế mà ta mới đến trái đất nghe câu chuyện của hắc tam lão già như phát hiện ra điều gì đó bí ẩn nên đã nhờ tiểu văn trong coi đầu sừng rồi cho bọn họ lui ra để lại tóc hồng ở lại có chuyện ông muốn bàn bạc một chút trở ra ngoài thì tiểu văn liền giơ tay về phía đầu sừng tôi cũng muốn thử xem chiêu của lão già kia tôi có làm được không dứt lời thì đã thấy hắc tam bị một lực hút kéo đi bay vèo một cái về phía tiểu văn à à à lúc này trong đầu tiểu văn xuất hiện hình ảnh của dâu trắng cùng lão hải quân tím tím không biết hội trưởng với người đó so chiêu ai mạnh ai yếu còn tiểu văn vừa trở về nhà thì gặp bà mẹ đang nổi trận lôi đình lại có một đứa con gái đến tìm con đấy tiểu văn người ta bắt cá chỉ hai tay thôi con lại bắt luôn bằng lưới tại sao còn tóc vàng thì bước ra có một vị cô nương đến tìm anh đang đợi ở phòng khách đó cậu vừa bước vào phòng khách thì đã thấy thêm một cô gái tóc xám đôi mắt màu xanh biếc rất thu hút cô ta là vương nhất như điều tra viên hàng đầu của y cảm xin chào tôi là thành viên của ủy ban kiểm soát dị năng khu hành chính đặc biệt cũng là chị họ của hai chị em vương thị nói rồi đưa tay ra bắt lấy tay tiểu văn cả hai bắt đầu tìm hiểu nhau bằng thần thức hai bên đứng nhìn nhau đổ cả mồ hôi nhưng mà cả hai đều không có cách nào đọc được tâm ý của đối phương bắt tay xong vương nhất như quay lại chỗ hai cô em của mình ngài hứa em gái tôi có làm phiền gì anh không lần này tôi sẽ ở lại đây một khoảng thời gian hứa với anh tôi sẽ dạy lại đứa em họ này nghe mấy lời này mà mặt mày hai chị em nhà họ vương xám ngắt toi đời rồi Chào hỏi xong thì cậu để ba chị em ở lại tâm sự, còn bản thân thì trở về phòng với Hắc Tam. Lời ngươi nói với hội trưởng sáng nay, tôi có hai vấn đề muốn hỏi anh. Thứ nhất là có thật là anh đã đánh bại hết những kẻ mạnh nhất ở những hành tinh khác. Đúng như thế, anh có thể dùng thuật đọc tâm đối với tôi xem thử tôi có chém gió hay không. Được vậy vấn đề thứ hai là tại sao anh nghĩ hai anh trai của anh là mất tích mà không phải đã chết. Khuôn mặt hai sừng đam chiêu, tinh vân M79 không tồn tại vũ khí hay người có thể đánh bại các anh của ta. Bọn họ là những kẻ có sức mạnh đệ nhất tại sao anh lại có thể chắc chắn như thế tiểu văn hỏi lại bởi vì trình độ khoa học kỹ thuật của hành tinh chúng tôi có những thiết bị dùng để kiểm tra năng lực hoàn toàn chính xác hơn thế nữa các anh trai của ta khi chiến đấu với các tinh vân khác chưa bao giờ thất bại cả còn ở hiệp hội hội trưởng thiên cơ lại gọi video cho các hội trưởng ở khu vực khác chúng ta vừa có thông tin mới mấy điểm tọa độ kia lại xuất hiện rồi các vị hãy bàn đối sách tiếp theo đi nào còn ở nhà của vương thị lão quản gia đang núp bên khe cửa hóng hớt chuyện của ba chị em theo như chị biết em không chỉ cấu kết với thần hy chi tử mà còn mưu tính để vương thị nương nhờ hứa tiểu văn gia tộc chúng ta không tham gia vào hiệp hội nhưng cũng không lưu lạc đến mức dựa vào thần hy chi tử chứ em có biết ra môn nhà họ viên đã bị bọn chúng đâm sau lưng mà đã bị diệt môn làm cho khuôn mặt nhất hàm biến sắc nhớ lại em cũng đang lo sợ như thế chính mắt em chứng kiến viên gia gặp chuyện rồi chuyển cảnh sang lão đầu cắt moi ở hứa gia tìm ai đấy anh da đen liền đáp tôi tìm hứa tiểu văn đây là nhà anh ấy phải không anh là ai tìm thiếu gia nhà tôi có chuyện gì tôi là thành viên cùng nhóm với hứa tiểu văn ba ngày đi tìm thì phát hiện nhà trọ của cậu ấy đã bị phá bỏ lúc này tóc hồng từ trên chiếc rôn roi bước xuống da đen cậu đến đây làm gì vậy anh da đen liền quay lại trưởng phòng lâm chị cũng đến tìm hứa tiểu văn à lão quản gia thấy da đen quen tóc hồng thì vội mở cửa nếu đã là người mà lâm tiểu thư quen biết vậy thì vào đi trên đường đi vào trong nhà thì da đen đưa một bức ảnh cho miêu miêu đây là nhiệm vụ phòng tình báo giao cho em gần đây xuất hiện một đám tà giáo mới bọn họ rất sùng bái một vị thần linh gọi là thần trùng đầu cái hôm mà em đánh nhau với Hình Thiên Tinh trong lúc mơ hồ hình như có thấy qua một người đàn ông chùm đầu này, lúc đó Hứa Tiểu Văn cũng ở gần đấy, vì vậy em mới qua tìm anh ta nghe ngóng chút. Nghe như vậy thì tóc hồng hóa đá luôn, thần chùm đầu tà giáo ư? Vào phòng khách ngồi được một lúc thì bướm vàng bước đến, "Anh trai ơi, da anh đen như thế là do anh uống nhiều cà phê đúng không? Anh dùng cà phê đen hay sữa ạ?" À? Tiểu Văn trên nhà bước xuống thì lên tiếng, "Tiểu Lục đừng trêu cậu ta nữa." Tóc vàng liên quay lại, "Tuân mệnh, vậy thì thôi đi giúp cớt tính toán doanh thu của hạm đội giao hàng ạ." À. Nghe như vậy thì Viên Chít ngạc nhiên, cái lùng mía, hạm đội giao hàng cơ à? Lúc này thì Tóc Hồng cũng đi đến, Viên Chít cậu nói về vấn đề tà giáo đi, anh da đen liền thuật lại, "Vâng trưởng phòng, gần đây nổi lên một đám tà giáo mới, bọn họ sùng bái một anh trai trùm đầu, hôm nay tôi đến chính là muốn hỏi Tiểu Văn ca ca có tin tức gì về hắn không?" Nghe thông tin này thì Tiểu Văn há hốc mồm, vãi cả lồng thần trùm đầu, Tiểu Văn liền nói với Tóc Hồng bằng thần thức, "Cô nói xem, có phải là do trò quỷ của tên Lưu Khải không? Lần trước anh ta có nói với tôi chuyện này." cuối cùng cậu giả vờ ho khụ khụ viên chết đám người đó được xác định là tà giáo ư đúng vậy những tư liệu mà tôi tìm được thống kê được rằng bọn họ sắp trở thành top một trong bảng xếp hạng tà giáo nhóm tà giáo ấy không chỉ bị nghi ngờ là gây quỹ bất hợp pháp mà còn tập hợp những dị năng giả phạm tội nếu như không kiểm soát được sẽ gây ra nhiều tổn thất nghiêm trọng nghe đến hai từ top một khuôn mặt tiểu văn liền chảy ra mấy giọt mồ hôi nhìn cái biểu cảm run rẩy như cầy sấy của tiểu văn viên chết đập bàn một cái ủnh chỉ thẳng mặt tiểu văn nói lớn anh đã gia nhập nhóm tà giáo đó Tiểu Văn cũng liền phản ứng, ấy ấy không phải, tôi muốn nói với anh rằng nếu như anh muốn điều tra vụ án này, thì hãy cho tôi giúp một tay. Viên chết liền đổi thái độ ngay, cúi đầu xin lỗi, hiểu nhầm anh rồi. Ngoại trừ chưa tìm ra anh trai trùng đầu và tâm phúc duy nhất của anh ta là ai, thì mọi việc xung quanh tôi đều đã làm rõ. Tối ngày mai nhóm trùng đầu đó sẽ có một buổi họp, tôi định trà trộn đi vào, ngày mai anh có thể đi cùng tôi được không? Rồi thời gian trôi nhanh một cách kỳ lạ đến chiều ngày hôm sau, ở quảng trường Miêu Miêu đi đến nơi của viên chết đang đợi sẵn, chúng ta đi trước tiểu văn sẽ đến sau đến tối thì bọn họ đang đứng nhìn về một căn nhà kho cũ kỹ một nhóm người tụ tập lần lượt đi vào bên trong miêu miêu hóa trang trong một bộ đồ học sinh cấp 3, nhìn độ căng của hai con thỏ mà tội cho cái áo còn viên chiếc thì kiếm đâu ra một chiếc áo blue định cải trang thành một vị bác sĩ đợi mãi thì tiểu văn cũng đến cậu quyết định hóa trang thành anh jin ma tấu hải đông đủ người rồi cả ba liền hòa mình vào dòng người đang đi vào nhà kho vừa vào bên trong thì mọi người thấy ở trên sân khấu một tên đeo mặt nạ thân trùng đầu vạn tuế vạn tuế nhìn thấy hắn miêu miêu liền bịt mặt cười hô hố đúng là tên lưu khải rồi hắn cầm mít lên mọi người hãy tập trung chú ý lên sân khấu tiết mục sắp bắt đầu rồi dứt lời hắn giật một tấm màn lớn ra lúc này xuất hiện một bức tượng của thần trùng đầu hôm nay là lần đầu tiên tượng giáo chủ xuất hiện giáo chủ đã chuẩn bị những món quà quý giá cho các giáo đồ nói hồi hắn búng tay tách một nhát liền xuất hiện một đám mỹ nữ trên tay vác mấy thùng nước đây chính là nước thánh được giáo chủ tinh luyện bất cứ ai có nước thánh này đều sẽ có dị năng nhưng hiệu quả của thánh thủy này phụ thuộc vào sự chân thành đối với giáo chủ. Vừa dứt lời thì một cô gái từ bên dưới trèo lên, tôi đã ủng hộ giáo hội năm vạn mỹ kim, hãy cho tôi thử trước thưa giáo chủ. Tên đeo mặt nạ liền cầm trên tay một tô nước đưa cho cô gái, sự nỗ lực của ngươi sẽ được đền đáp. Cô gái liền tu một hơi tô nước thánh, vị của nước này có phần giống bia tiger. Cô gái lập tức đổ gục xuống sàn, ngươi hãy từ từ cảm nhận sự vi diệu của giáo chủ. 10 giây sau thì đã thấy dị năng của cô gái xuất hiện, hai con thỏ của cô từ size M đã trở thành size XXL ở dưới thấy được công năng của thánh thủy liền hô vang giáo chủ muôn năm giáo chủ muôn năm đột nhiên từ trên trần nhà xuất hiện một vụ nổ lớn ầm ầm rồi một thứ gì đó lao vút xuống sân khấu từ trong làn bụi xuất hiện một vị thần trùng đầu pha ke ha ha xin chào các thần tử của ta mặt nạ liền nói mọi người bình tĩnh người này chắc chắn không phải giáo chủ hắn chỉ là tên giả mạo pha ke liền ngoáy cướp mũi ha ha ngươi có bằng chứng ta là tên giả mạo không ta chính là bằng chứng ta chính là tâm phúc của anh trai trùng đầu ai chả biết việc này Trùng đầu pha ke bình thản khẩy cục cướp mũi ra, vậy thì ngươi đưa anh trai trùng đầu thật sự ra nói chuyện với ta. Anh trai trùng đầu là giáo chủ của bọn ta, ngươi nói gặp là gặp được sao? Mặt nạ đáp lại, ha ha, ta chỉ sợ rằng đó chỉ là một cái vỏ rỗng, chẳng qua là mượn danh tiếng để ngươi vơ vét của cải thì đúng hơn. Lão tử mới là anh trai trùng đầu thật sự, ngươi đừng hòng lấy ta ra để lừa gạt tiền người khác. Lúc này thì Jin ta ma pha ke tiến lên bơm đều vào, nếu giờ không gọi giáo chủ ra thì khiến mọi người khó mà tin ngươi được, mau gọi giáo chủ ra đi. Nhìn thấy tiểu văn, lưu khải liền hoảng sợ sao anh ta lại tới rồi sao hắn biết được mình mượn danh tiếng của hắn để lừa gạt mọi người còn đám người ở bên dưới thì không ngừng gây áp lực mau gọi giáo chủ ra đi lúc này uy áp của tiểu văn gây ra cho lưu khải rất kinh khủng nhưng chỉ được một lúc thì hắn đã bình tĩnh lại mình đã thấy qua sức mạnh của vị đại nhân kia rồi hứa tiểu văn sẽ không thể đánh bại vị đại nhân đó đột nhiên vị đại nhân mà lưu khải nhắc đến từ từ tiến lên sân khấu một kẻ giống hệt tiểu văn từ quần áo cho đến phong thái để ta so tài với tên giả mạo này xem như vậy thì mọi người sẽ biết ai là thật ai là giả hắn nói lúc này trùng đầu pha ke một bộc phá năng lực được thôi tiếp chiều đi trùng đầu pha ke hai cũng liền xuất chiêu một luồng nghị lực hồng nhạt đã đánh trúng vào pha ke một làm cho pha ke một như vừa mới bú đá xong cả cơ thể mềm nhũn không kiểm soát được bản thân lúc này trùng đầu pha ke hai liên tiến đến định dùng nhất dương chỉ tấn công pha ke một tình thế cấp bách jin tama pha ke lao lên chặn lại nhưng cậu cũng bị tác động giống như trùng đầu pha ke một cơ thể như đang lượn lờ trên mây trùng đầu pha ke hai liền cười không ngờ ngươi dễ dàng tiến lên đây như vậy tôi đề cao anh quá rồi vô địch thật cô đơn làm sao như nhận ra được điều gì đó tiểu văn lên tiếng thăm dò ngươi không phải dị năng giả đúng không ta căn bản không cần dị năng cũng thắng được ngươi khoa học là tất cả khoa học chính là cả thế giới á à gia là nhà khoa học nếu như muốn ta chết thì có thể nói cho ta vì sao ngươi biết ta không pha ke hai liền trả lời là do lưu khải đã kể cho ta một số chuyện của ngươi và lại ta cũng không ngờ ngươi lại giống ta đến thế dù sao cũng phải chết biết nhiều để làm gì không biết kiếp này còn luân hồi sang kiếp sau không đây ha ha. Còn Jintama Fake chỉ hỏi đối phương vài câu để câu giờ thôi, đợi thời điểm thích hợp thì cơ thể cậu được một luồng linh lực từ trên trời giáng xuống. Ngay lập tức cơ thể của Tiểu Văn cùng trùng đầu Fake một trở lại như bình thường. Đột nhiên chùm đầu Fake hai ném ra một quả cầu Pokemon, nó quét qua cơ thể của hắn một chút, thì cơ thể kia đã biến đổi thành một cô gái với tâm hồn rất lớn, nhìn là biết cô ta rất tốt bụng. Hứa Tiểu Văn, vốn dĩ tôi cũng không có ý định tiêu diệt anh, tiểu Diệt Anh tôi không có lợi cho tôi. Tiểu Văn nghiêm túc hỏi: vừa nãy cô nói chúng ta giống nhau là ý gì tóc xanh liền nói xin đấy anh thật sự không hiểu hay là giả vờ không hiểu luân hồi bao nhiêu kiếp rồi mà không biết gì hết à nói thật ta có nghĩ tới nhưng thật sự là nghĩ không ra tiểu văn gãi gãi đầu tóc xanh liền cười rồi giải đáp cho tiểu văn vũ trụ là một hệ thống độc lập vô hạn sự kết thúc của vũ trụ là do nhiệt độ quá cao tất cả là do entropy sự gia tăng của entropy là không thể chống lại vì vậy mà vũ trụ đang cố gắng giảm thiểu entropy để tránh nhiệt độ tăng cao còn entropy chính là một loại bắc có khả năng vô hạn, bất kể là gì thì đều sẽ là top 1. Entropy và Entropy có thể thu hút lẫn nhau, chính vì vậy mà tôi mới xuất hiện ở đây. Nói rồi cơ thể cô ta lập tức trở thành những cánh hoa hồng biến mất một cách kỳ lạ. Để lại cho Tiểu Văn một câu hỏi lớn trong đầu, cô ta là nhà khoa học top 1 tại sao vẫn còn sống, hẳn là có cách nào đó để thoát chết, có khả năng là bác của bác ư. Thôi phần này tạm dừng ở đây nhé, hẹn mọi người ở tập tiếp theo, cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình nhé.